Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 35. Chặn cô ta lại. Bà lão quyết đoán hạ lệnh. Mấy cô gái nhanh chóng tiến lên, ngăn Hạ Nhược Tuyết lại. Hạ Nhược Tuyết cảnh giác nhìn mấy người, các người là ai? Tôi không quen biết các người. Một cô gái trong đó khẽ cười, cô gái, sư phụ của chúng tôi rất có hứng với cô. Sư phụ. Hạ Nhược Tuyết cau mày. Bà lão chậm rãi đi đến, ngắm nhìn Hạ Nhược Tuyết từ trên xuống dưới. Đột nhiên ra tay, tóm chặt cổ tay của Hạ Nhược Tuyết. Bà. Hạ Nhược Tuyết phát hiện không thể phản kháng, sức mạnh của bà lão trực tiếp áp chế chặt cô ấy, tiền bối, tôi không quen biết các người, chỉ là tình cờ gặp các người, không thù không oán. Nếu có chỗ nào đắc tội, tôi tạ lỗi với bà. Bà lão mỉm cười, cô bé, đừng sợ. Tôi là Diệt Tuyệt Thượng Nhân, Thái Thượng Trưởng Lão Thần Kiếm Môn. Đám người vây quanh xem nghe thấy ba chữ, Thần Kiếm Môn, tất cả đều kinh hãi. Thần Kiếm Môn. Bà lão này còn là Thái Thượng Trưởng Lão của Thần Kiếm Môn, trời ơi, lai lịch lớn như vậy ư. Rất nhiều võ giả lùi lại mấy bước theo bản năng. Thần Kiếm Môn là một trong tông môn hàng đầu nhất của Đại Lục Chân Võ. Chỉ thấp hơn nửa cái đầu so với gia tộc thượng cổ. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, tiền bối, tôi không biết Thần Kiếm Môn gì hết, xin bà cho tôi đi. Diệt Tuyệt Thượng Nhân không quan tâm đến lời của Hạ Nhược Tuyết, không biết Thần Kiếm Môn cũng không sao, theo tôi về Thần Kiếm Môn bái sư đi. Vẻ mặt Hạ Nhược Tuyết biến sắc, không được. Nói xong, cô ấy giằng khỏi tay của bà lão. Diệt Tuyệt Thượng Nhân sầm mặt, cô từ chối tôi. Mấy cô gái lạnh lùng nhìn qua, cô đừng không biết tốt xấu. Sư phụ nhìn chúng cô là cái phúc mấy đời của cô còn dám từ chối. Biết điều thì mau chóng quỳ xuống bái sư, theo chúng tôi về Thần Kiếm Môn. Sau này cô sẽ biết, hôm nay mình may mắn đến thế nào. Mấy cô gái cất giọng cao cao tại thượng. Tôi không muốn đến Thần Kiếm Môn, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm. Hạ Nhược Tuyết không ngừng lùi lại. Diệt Tuyệt Thượng Nhân cất giọng lạnh như băng, đưa đi. Vâng, sư phụ. Mấy cô gái tiến lên. Hạ Nhược Tuyết muốn phản kháng, nhưng trực tiếp bị khống chế. Hạ Nhược Tuyết tuyệt vọng, không, đừng. Tiền bối, cầu xin bà đừng đưa tôi đi, tôi phải về Côn Luân Hư. Tôi phải về Côn Luân Hư. Nếu tôi không về Côn Luân Hư thông báo cho Bắc Minh, Tôn Thiến sẽ gặp nguy hiểm. Tiền bối. Cầu xin bà đấy. Diệt Tuyệt Thượng Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, hừ. Côn Luân Hư cái gì, Bắc Minh Tôn Thiến cái gì. Bắt đầu từ bây giờ, cô ngoan ngoãn theo tôi học võ đi. Cô có được thể kiếm tâm hoàn hảo trời sinh, tu luyện kiếm đạo sẽ tiến bộ cực nhanh. Bắt đầu từ bây giờ, quỹ đạo cuộc đời cô sẽ thay đổi, sau này người thân bạn bè của cô đều không thể với cao tới cô. Quên hết đám chó đám mèo đó đi. Không, đừng. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, phản kháng kịch liệt. Cô ấy điên cuồng giãy giụa, cắn một cái lên cổ tay của cô gái bắt cô ấy. Đau chết mất. Cô gái bị cắn tức giận quát một tiếng, đê tiện, cô dám cắn tôi. Muốn chết hả? Đang định ra tay. Diệt Tuyệt Thượng Nhân lạnh lùng quát lên, cô dám làm cô ta bị thương, tôi cho cô chết. Cô gái bị cắn kinh hãi, vội vàng hạ bàn tay đang giơ lên. Ô! Hạ Nhược Tuyết kêu một tiếng. Trực tiếp ngất xỉu, bị đám người đưa đi. Khi Diệp Bắc Minh về đến Thanh Huyền Tông, trời đã sáng. Một vài đệ tử rèn luyện buổi sáng nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi, liền nhường ra một lối đi theo bản năng. Đợi sau khi anh đi qua, mới dám cẩn thận nhỏ tiếng bàn tán. Hắn chính là Diệp Cuồng Nhân sao? Diệp Cuồng Nhân, ai vậy? Có người hỏi. Các đệ tử khác không nhìn được nhìn qua, ngay cả Diệp Cuồng Nhân mà anh cũng không biết. Diệp Cuồng Nhân chính là Diệp Bắc Minh, ngày đầu tiên hắn đến Thanh Huyền Tông đã giết Ô Tử Tuấn. Ngay cả sát hạch nhập môn cũng không tham gia, đã được Thái Thượng Trưởng Lão Lãnh Nguyệt trực tiếp thu nhận làm đệ tử. Hôm qua lại vì tâm trạng không tốt, trực tiếp phế Ô Lục và mười mấy đệ tử nội môn, phế bỏ hết võ công của bọn họ. Theo thông tin đáng tin cậy, mấy chục trưởng lão muốn xử lý Diệp Bắc Minh, Lãnh Nguyệt Trưởng Lão và Sát Thần Trưởng Lão cùng liên thủ chống lưng cho hắn. Tin này vừa được nói ra. Toàn hiện trường chấn kinh. Vãi. Không phải chứ. Hai thái thượng trưởng lão chống lưng cho tên nhóc đó. Chẳng trách hắn dám ngông cuồng như vậy. Rất nhiều đệ tử hiểu ra. Có người nhắc nhở, được rồi,
sau này chúng ta gặp được Diệp Cuồng Nhân thì đi đường vòng là được, tuyệt đối đừng chọc vào kẻ này. Nghe mọi người bàn luận, khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên nụ cười. Mình có đáng sợ thế không? Thực ra, nếu người khác không chọc vào anh vẫn rất tốt bụng. Thật đấy. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh dừng bước chân, chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay lóe lên hào quang. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc. Đây là nhẫn chữ vật của mẹ để lại, Diệp Bắc Minh vẫn luôn mang theo bên mình. Sao đột nhiên có phản ứng? Cậu nhóc, tôi cảm nhận được khí tức của mẹ cậu rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hô lớn. Diệp Bắc Minh ngẩn người, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, vậy là thế nào? Mau nói đi. Rốt cuộc là thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhanh chóng giải thích, tôi biết cậu vẫn luôn tìm kiếm thông tin của mẹ, cho nên lúc nào tôi cũng tìm khí tức của mẹ cậu ở cả đại lục. Mới vừa nãy, lúc chiếc nhẫn chữ vật sáng lên, tôi cảm nhận được khí tức của mẹ cậu. Cái gì? Diệp Bắc Minh rất kích động. Rốt cuộc là thế nào chứ? Chẳng lẽ chiếc nhẫn chữ vật phát ra khí tức của mẹ tôi? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, không phải, không phải vấn đề ở chiếc nhẫn chữ vật này. Mà khí tức của bản thân mẹ cậu, có lẽ mới vừa nãy, bà ấy xuất hiện ở một nơi nào đó trên thế giới này. Diệp Bắc Minh hít thở dồn dập, tìm, mau tìm cho tôi. Cùng lúc đó, trên không trung của một hòn đảo trên biển vô biên, một người phụ nữ bỗng giáng xuống. Nhìn kỹ lại, người phụ nữ này lại giống Diệp Bắc Minh đến 7-8 phần. Trên khuôn mặt bà ấy hiện lên vẻ kích động, cúi nhìn hòn đảo phía dưới, huyết mạch của con trai mình. Tên khốn Minh Nhi này, đã có con sớm như vậy. Ha ha, đúng là không làm mình mất mặt. Cháu của thánh nữ ma tộc, làm sao có thể chịu khổ ở đây? Liền sau đó, Diệp Thanh Lam trực tiếp ra tay, ném ra một đóa hoa sen thần bí. Hoa sen nhanh chóng to lên, tỏa ra sức mạnh thần bí, Tôn Thiên lại được hoa sen trực tiếp thu vào trong. Chu Nhược Giai lao ra, Tôn Thiến, bà là ai? Kinh hãi hô một tiếng, nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng trên không trung, bà, anh Bắc Minh, đợi đã, bà là mẹ của anh Bắc Minh. Lúc này ở Thanh Huyền Tông, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm giọng, cậu nhóc, không thấy khí tức của Tôn Thiên nữa. Hơn nữa, khí tức của mẹ cậu cũng biến mất hoàn toàn rồi. Diệp Bắc Minh ngẩn người, vội vàng hỏi, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, rốt cuộc là có chuyện gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, cậu nhóc, theo lý mà nói, không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy, khí tức của mẹ cậu và Tôn Thiên cùng biến mất. Chỉ có một cách giải thích. Diệp Bắc Minh lên tiếng, giải thích thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất giọng nghiêm trọng, mẹ của cậu đột nhiên xuất hiện, sau đó đưa Tôn Thiến đi. Cái gì? Diệp Bắc Minh mở to đôi mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, chuyện này cũng thật khó tưởng tượng quá. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp tục giải thích, không phải không có khả năng này, bây giờ tôi có thể chắc chắn. Mẹ của cậu tuyệt đối không phải là người bình thường, lúc nào bà ấy cũng đang dõi theo mọi hành động của cậu. Tôn Thiến đã có con của cậu, mẹ cậu có thể không biết sao? Vì sự an toàn của cháu nội bà ấy thực sự rất có thể sẽ ra tay, đưa Tôn Thiến đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi, cậu nhóc, cậu còn cảm nhận được huyết mạch gặp nguy hiểm không? Diệp Bắc Minh ngẩn người tại chỗ. Anh đang nhớ lại những việc đã qua. Cuối cùng, hơi suy ngẫm gật đầu, thông qua cách giải thích của ông, đúng là có khả năng này. Bắt đầu từ khoảnh khắc vừa nãy, tôi lại yên tâm rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ cười, vậy thì đúng rồi. Bây giờ Tôn Thiến an toàn tuyệt đối rồi. Diệp Bắc Minh thở nhẹ nhõm một hơi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đã nói như vậy rồi, có lẽ không vấn đề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu sư đệ, thì ra đệ ở đây. Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Diệp Bắc Minh vừa quay đầu, thập sư tỷ Vương Như Yên đi đến với sắc mặt hơi tái nhợt. Cô ấy mỉm cười với Diệp Bắc Minh. Đưa một chiếc nhẫn chữ vật qua, tiểu sư đệ, bên trong có khoảng 1 tỷ khối nguyên. Có lẽ có ích với đệ, nếu không đủ, các tỷ tiếp tục gom cho đệ. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động, thập sư tỷ, khí sắc của tỷ không tốt lắm, có chuyện gì vậy? Vương Như Yên cười nhẹ nhàng, tỷ không sao, chỉ là mấy ngày nay hơi mệt. Đệ yên tâm đi, tỷ nghỉ ngơi mấy ngày là được. Diệp Bắc Minh cảm thấy không đúng, thập sư tỷ, đệ có chuyện giấu đệ, đúng không? Anh tiến lên một bước,
tóm cổ tay của Vương Như Yên. Vẻ mặt bỗng biến sắc. Chân nguyên hỗn loạn, đan điền bị tổn thương. Kinh mạch bị tổn thương với mức độ khác nhau. Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên ngọn lửa giận, thập sư tỷ, là ai làm tỷ bị thương? Vẻ mặt của Vương Như Yên hơi hoảng loạn, a, không có, tỷ không sao. Diệp Bắc Minh nghiêm mặt, đan điền cũng bị thương rồi, kinh mạch tổn thương, tỷ còn nói không sao. Mau ngồi xuống. Diệp Bắc Minh bảo Vương Như Yên ngồi khoanh hai chân. Lập tức lấy ra mấy cây kim châm, cắm vào trong cơ thể của Vương Như Yên, hồi phục kinh mạch bị tổn thương cho cô ấy. Một lát sau, tình trạng của Vương Như Yên tốt lên rất nhiều, tiểu sư đệ, quả nhiên có được chân truyền quỷ môn thập tam châm, có lẽ y thuật của đệ và tam sư tỷ không phân cao thấp đấy. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của Vương Như Yên, thập sư tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì? Là ai đánh tỷ bị thương? Vương Như Yên khẽ cười một tiếng, ôi trời, tiểu sư đệ, người tập võ bị thương là rất bình thường. Tỷ thực sự không sao, đệ đừng hỏi nữa. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không đúng, tỷ đừng nghĩ lừa được đệ. Rõ ràng thương tích của tỷ là vết thương mới, chắc chắn là bị thương do đánh võ. Thập sư tỷ, rốt cuộc là thế nào? Vương Như Yên cắn môi đỏ, cúi đầu không nói gì. Diệp Bắc Minh thở dài một hơi, thập sư tỷ, tỷ coi đệ là người ngoài sao? Hả? Vương Như Yên kinh hãi trong lòng, tiểu sư đệ, tỷ không có. Diệp Bắc Minh đỏ đôi mắt, nếu đã không coi đệ là người ngoài, tại sao tỷ bị thương cũng không nói cho đệ? Tỷ cảm thấy như vậy là tốt cho đệ sao? Đệ đường đường là đàn ông cao bảy tấc, ngay cả sư tỷ của mình cũng không bảo vệ được. Thập sư tỷ, bây giờ đệ trưởng thành rồi. Lúc ở núi Côn Luân, các tỷ bảo vệ che chở cho đệ. Sau khi xuống núi, các tỷ cưng chiều đệ, mặc cho đệ gây họa, cuối cùng đều là các tỷ giải quyết hậu quả cho đệ. Diệp Bắc Minh cất giọng nghiêm túc, bây giờ đệ đã có sức mạnh bảo vệ các tỷ, chẳng lẽ các tỷ còn muốn để đệ trốn sau lưng các tỷ sao? Anh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Lúc này, sự tự tin mạnh mẽ bùng phát ra từ trong cơ thể anh, lần này, nên đổi thành đệ bảo vệ các tỷ. Cơ thể của Vương Như Yên run lên, hơi cay sống mũi. Nước mắt long lanh trong khoang mắt, giọng của cô ấy nghẹn ngào, được, được, được. Tiểu sư đệ, đệ trưởng thành rồi. Diệp Bắc Minh hỏi, thập sư tỷ, rốt cuộc tại sao các tỷ bị thương? Vương Như Yên lên tiếng, các tỷ tham gia lôi đài thách chiến của Thanh Huyền Tông. Lôi đài thách chiến. Diệp Bắc Minh rất thông minh, lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ một tỷ khối nguyên này là các sư tỷ thắng được từ lôi đài? Tiểu sư đệ đừng trách các tỷ. Vương Như Yên mỉm cười, mọi người nhìn ra đệ rất cần nguyên, không có cách nào mới ra hạ sách này. Diệp Bắc Minh có dự cảm không tốt, thập sư tỷ, lôi đài thách chiến này rất nguy hiểm phải không? Vương Như Yên cười dịu dàng, thực ra cũng không phải rất nguy hiểm, lôi đài thách chiến là một hình thức đấu võ của Thanh Huyền Tông thôi. Chỉ có điều có thêm phần thưởng. 6 tỷ muội các tỷ hợp thành một đội. Chỉ cần dùng 100 triệu nguyên làm tiền cược, thì có thể khởi động lôi đài thách chiến. Các đệ tử khác nếu muốn thách chiến bọn tỷ, thì phải lấy ra 100 triệu khối nguyên. Nếu các đệ tử khác có thể đánh bại 6 người các tỷ, thì có thể giành được phần thưởng 100 triệu nguyên. Nếu thách chiến thất bại, 100 triệu nguyên sẽ là của các tỷ. Nếu đệ tử nhóm thứ hai muốn tiếp tục thách chiến, phải ủng hộ 200 triệu khối nguyên. Vương Như Yên nói rất nhẹ nhàng. Dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết. Lôi đài này, chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Đúng là cuộc chiến sinh tử. Trên thực tế cũng là như vậy. Mỗi năm Thanh Huyền Tông có rất nhiều đệ tử chết trên đài võ đạo. Càng đừng nói đến đệ tử bị tàn phế. Chính vì chế độ cá lớn nuốt cá bé này, mới khiến đệ tử của Thanh Huyền Tông giữ được nhiệt huyết. Diệp Bắc Minh đỏ mắt, thập sư tỷ, sau này không cần như vậy. Đệ không cho phép các tỷ mạo hiểm vì đệ. Đúng rồi, các sư tỷ khác đâu? Vương Như Yên nhả ra một câu, mấy vị sư tỷ còn đang trên lôi đài, đã 3 ngày 3 đêm rồi. Diệp Bắc Minh lạnh sống lưng, cái gì? Đi thôi. Cùng lúc đó, quảng trường võ đạo. Trên đài võ đạo khổng lồ 100 mét vuông. Lục Tuyết Kỳ cầm bảo kiếm, chém ra một đường kiếm khí màu đỏ, nghiền áp tất cả dễ như trở bàn tay. Phập, người đàn ông thách chiến ở đối diện lấy ra một cái khiên màu xanh, tuy chặn được đường kiếm khí này. Nhưng vẫn bị đánh bay đi, trượt rơi ra ngoài đài võ đạo.
Một ông lão thản nhiên lên tiếng, hiệp thứ 6, Lục Tuyết Kỳ thắng. Đây đã là đội thách chiến thứ 3, nếu có người thách chiến lần thứ 4, phần thưởng thách chiến sẽ là 800 triệu khối nguyên. Được. Đệ tử xung quanh đài võ đạo hoan hô. Tuy Lục sư muội nhập môn không lâu, nhưng thực lực thực sự cường mạnh. Cô gái xinh đẹp như Lục sư muội, thiên phú tập võ lại nghịch thiên, người nào có thể lấy được về nhà thì đúng là cái phúc 10 đời tu được. Nếu tôi có thể cưới được Lục sư muội, bảo tôi bây giờ đứt kinh mạch, trở thành phế nhân, tôi cũng bằng lòng, một số người bàn tán. Đột nhiên, một giọng nói uể oải vang lên, 800 triệu khối nguyên, tôi lấy chắc rồi. Sư muội trên đài võ đạo, cô trực tiếp nhận thua, hay để tôi ra tay đây? Soạt. Tất cả mọi người cùng quay đầu, chỉ thấy mấy nam nữ thanh niên đi đến. Lúc nhìn thấy mấy người này, mọi người lùi lại một bước theo bản năng. Mấy người này khiến mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Là Hình Cổ sư huynh, Vương Duệ sư huynh, và cả Tô Tuyết Hồng sư tỷ. Hình Cổ, Thánh Vương sơ kỳ, đứng thứ 97 bảng xếp hạng Thanh Huyền. Vương Duệ, Thánh Vương sơ kỳ, đứng thứ 98 bảng xếp hạng Thanh Huyền. Tô Tuyết Hồng, Thánh Vương sơ kỳ, đứng thứ 99 bảng xếp hạng Thanh Huyền. Ba người này nhân vật khủng bố top 100 trong hơn 1 triệu đệ tử Thanh Huyền Tông. Hầu như phía sau mỗi một người đều có gia tộc sáng lập Thanh Huyền Tông chống lưng. Đệ tử bình thường gặp bọn họ, hầu như đều đi đường vòng. Ông lão phụ trách lôi đài thách chiến cao mày, Hình Cổ. Cậu đã trong top 100 bảng xếp hạng Thanh Huyền, còn muốn tham gia thách chiến sao? Hình Cổ chắp tay sau lưng, nở nụ cười ngông nghênh, Kim trưởng lão, trong tông không có quy tắc nào là người trong top 100 bảng xếp hạng Thanh Huyền không được tham gia lôi đài thách chiến phải không? Vương Duệ khẽ cười, Kim trưởng lão, chắc ông sẽ không vì lợi ích riêng mà làm việc phi pháp chứ? Tô Tuyết Hồng hai tay khoanh trước ngực, hay là tôi phản ánh lên gia tộc? Việc này... Kim trưởng lão sợ đến đầu đầy mồ hôi. Thanh Huyền Tông thực sự không có quy tắc này. Nhưng đệ tử trên bảng xếp hạng Thanh Huyền đều rất tự giác. Bọn họ đã tiến vào top 100 rồi, làm sao có thể đến tham gia lôi đài thách chiến. Rất hiển nhiên, mục tiêu của Hình Cổ là 800 triệu nguyên. 800 triệu nguyên. Đừng nói là Hình Cổ, ngay cả một số trưởng lão cũng đỏ mắt. Ông ta không chọc vào được mấy thanh niên này. Chỉ có thể nhìn Lục Tuyết Kỳ trên lôi đài, Lục Tuyết Kỳ, nếu bây giờ cô nhận thua. 800 triệu nguyên này sẽ là của Hình Cổ, cô cũng không cần bị thương. Toàn hội trường yên lặng như cái chết. Hình Cổ rõ ràng đang cấp nguyên. Hình Cổ cũng thật ức hiếp người quá đáng. Người ta là người của nhà họ Hình, ức hiếp cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vãi, đúng là vô liêm sỉ. Ây, Lục sư muội trực tiếp nhận thua là được, nguyên không quan trọng. Đừng để mất mạng. Xung quanh đài võ đạo có người nhỏ tiếng bàn luận. Điều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ là, Lục Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, Hình Cổ sư huynh, tôi chấp nhận lời thách chiến của anh. Cái gì? Trong tích tắc, tất cả mọi người đều chấn hãi nhìn sang Lục Tuyết Kỳ. Cô ta điên rồi phải không? Lại chấp nhận lời thách chiến của Hình Cổ. Khóe miệng Hình Cổ nở nụ cười ngạo nghễ, giọng âm lạnh, Lục sư muội thực sự không sợ chết sao? Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ kiên định, vẫn chưa bắt đầu, Hình Cổ sư huynh làm sao biết tôi nhất định sẽ thua. Ha ha ha, Hình Cổ cười lớn, tôi thích nhất là nghiền vụn đám người tự tin khó hiểu. Đây là một miếng ngọc cổ của nhà họ Hình, nghe nói chôn giấu một bí mật vô cùng lớn của nhà họ Hình. Cô lấy nó đến nhà họ Hình, có thể đổi được 1 tỷ khối nguyên. Nếu cô thắng, miếng ngọc cổ này là của cô. Hình Cổ lật bàn tay. Một miếng ngọc tạo hình cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn ném ngọc cổ cho Kim trưởng lão. Liền sau đó, bước ra một bước, đứng trên đài võ đạo, Lục sư muội, đừng nói tôi ức hiếp cô. Ba chiêu, hoặc là cô quỳ xuống xin tha, hoặc là coi như tôi thua. Chiêu thứ nhất, Hình Cổ tấn công ra một quyền, giống như con trâu rừng lao tới, khí tức thuộc tính hỏa đáng sợ lập tức bùng phát. Lục Tuyết Kỳ đã chiến đấu liên tiếp 3 ngày 3 đêm, sớm đã kiệt sức. Phập, sức mạnh của nắm đấm bùng phát, Lục Tuyết Kỳ bay ra xa. Sau khi lăn lộn mấy vòng trong không trung, quỳ xuống chân xuống đất. Trường kiếm đâm xuống võ đài, lùi lại mấy chục mét mới dừng lại. Phụt, khí huyết trong cơ thể Lục Tuyết Kỳ sôi sục, miệng phun ra máu tươi.
vẻ mặt Liễu Như Khanh biến sắc, không ổn, Lục sư muội sắp không trụ được nữa rồi. Đạm Đài Yêu Yêu lo lắng cho sự an toàn của Lục Tuyết Kỳ, hay là nhận thua đi. Hoàng hậu Hồng Đào vội hét lớn, Lục sư muội, chúng ta đã bàn bạc, một khi có nguy hiểm lập tức nhận thua. Khương Tử Cơ hét lên, Bát sư muội, chúng ta nhận thua đi. Lục Tuyết Kỳ cắn răng, đôi mắt đẹp đỏ bừng, nếu muội cố gắng, lần này sẽ có 1.6 tỷ nguyên. Số nguyên này có ích rất lớn cho tiểu sư đệ, muội không sao, còn có thể cố trụ. Khóe miệng Hình Cổ nhếch lên nụ cười thú vị, quỳ xuống nhận thua, không tốt sao? Cơ thể Lục Tuyết Kỳ loạng choạng, chậm rãi đứng lên tiếp tục. Vương Duệ cười chế nhạo, Hình Cổ, anh có được không đấy? Tô Tuyết Hồng cười đến rung cả người, kha kha kha, Hình Cổ, từ lúc nào mà anh một quyền không đánh chết được cảnh giới hợp nhất thế? Nụ cười của Hình Cổ cứng đờ lại, tôi đã cho cô cơ hội rồi, là tự cô muốn chết. Lục Tuyết Kỳ chủ động xuất kích, một đường kiếm khí màu đỏ lửa ập đến. Muốn chết hả? Chiêu thứ hai. Hình Cổ cười với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Giơ tay đập một chưởng xuống. Bốp! Lục Tuyết Kỳ như bị sét đánh, hai đầu gối mềm nhũn, đầu gối đập mạnh xuống đài võ đạo. Hình Cổ giơ chân đạp một cái. Lục Tuyết Kỳ bay đi như chiếc lá rơi trong cuồng phong. Lăn lộn mấy chục mét trên đài võ đạo. Toàn thân đầm đìa máu tươi. Chỉ thiếu nửa mét là rớt khỏi đài võ đạo. Bát sư tỷ, Diệp Bắc Minh và Vương Như Yên xông đến. Diệp Bắc Minh là Diệp cuồng nhân đó. Rất nhiều người nhìn qua. Vương Duệ nổi hứng thú nhìn Diệp Bắc Minh một cái, đây chính là tiểu đệ ngông cuồng mới nhập môn ư. Tô Tuyết Hồng nhìn Diệp Bắc Minh một cái, nghe nói hắn đã phế Ô Lục. Tuy Ô Lục là phế vật, nhưng nói thế nào cũng là người nhà họ Ô phải không? Anh nói xem vị đó có nổi giận không? Vương Duệ ớn lạnh, trong đầu hiện lên một khuôn mặt, nếu vị đó nhằm vào hắn, tên nhóc này ngay cả cầu xin chết cũng là một điều xa xỉ. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi bỏ dậy, cơ thể không ngừng run lên, cắn chặt đôi môi đỏ. Máu tươi trong miệng không ngừng nhỏ ra. Diệp Bắc Minh rất đau lòng, Lục sư tỷ, đừng tiếp tục nữa. Chúng ta nhận thua đi. Đúng thế, Kim trưởng lão, chúng tôi nhận thua. Đám người Khương Tử Cơ vô cùng lo lắng. Kim trưởng lão khẽ lắc đầu, các người nhận thua cũng vô ích, buộc phải để cô ta tự lên tiếng. Vãi! Diệp Bắc Minh tức giận chửi một tiếng. Lục Tuyết Kỳ cắn răng, cười với Diệp Bắc Minh, tiêu sư đệ, còn một chiêu nữa, chỉ cần tỷ chống đỡ được. Tỷ có thể trở thắng được 1.6 tỷ nguyên cho đệ. Diệp Bắc Minh ngẩn người, trong lòng vô cùng cảm động. Vương Duệ cười lắc đầu, Hình Cổ, quả nhiên anh không được. Tô Tuyết Hồng thêm dầu vào lửa, ầy, Hình Cổ, anh dứt khoát nhận thua đi, đừng ra chiêu thứ ba nữa. Bị người của mình chế nhạo, Hình Cổ cảm thấy rất bực bội, các người im miệng hết cho tôi. Chiêu thứ ba, cô ta chết chắc. Chiêu thứ hai, hắn đã dùng 7 phần sức mạnh. Lục Tuyết Kỳ lại vẫn cố trụ được. Chiêu thứ ba, hắn quyết định tung ra hết sức mạnh. Hình Cổ cuồng bạo tấn công ra một quyền, một luồng khí tức cuồng bạo ập đến, mang theo khí sát phạt vô cùng mạnh đập về phía Lục Tuyết Kỳ. Cuồng phong nổi lên, xung quanh đài võ đạo đất đá bay lên. Bát sư muội, bát sư tỷ, dưới võ đài kinh hãi. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa, võ đài chấn rung. Một quyền này của Hình Cổ như đánh vào một tấm sắt, sóng khí bùng phát ra. Cái gì? Mọi người kinh ngạc phát hiện, không biết Diệp Bắc Minh đã chặn trước người Lục Tuyết Kỳ từ lúc nào, một chân ôm chặt Lục Tuyết Kỳ. Một cánh tay khác tóm chặt nắm đấm của Hình Cổ. Ung dung không tốn sức. Đôi mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh nhìn cằm chằm Hình Cổ, một luồng sát khí khủng bố bùng phát ra, mày muốn giết sư tỷ của tao thật ư? Cái gì, tên nhóc này lại chặn được đòn tấn công của Hình Cổ? Vương Duệ hơi bất ngờ. Tô Tuyết Hồng cũng ngẩn người. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trên đài võ đạo, tên nhóc này rất bản lĩnh, e rằng không đơn giản. Dưới đài võ đạo, các đệ tử khác kinh ngạc nhìn tất cả. Diệp Bắc Minh cường mạnh như vậy ư? Hình Cổ đứng thứ 97 bảng xếp hạng Thanh Huyền, xem ra Diệp Bắc Minh ngông cuồng có lý của anh ta. Có lẽ Hình Cổ chưa dùng hết sức lực, nếu không, Diệp Bắc Minh khôn thể nào chặn được. Tất cả bàn tán xôn xao. Lúc này, đôi mắt của Hình Cổ kinh hãi. Chấn kinh nhìn Diệp Bắc Minh,
trong lòng nổi lên làn sóng sợ hãi. Làm sao có thể, tên nhóc này, lại chặn được một quyền với 9 phần sức mạnh của mình. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hình cổ điên cuồng gào thét trong lòng. Khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Bắc Minh, hắn không nhịn được run lên. Nhưng, hắn cố hết sức giữ bình tĩnh, không thể để người khác nhìn ra. Nếu không, sẽ mất hết mặt mũi. Liền sau đó, hình cổ phản ứng lại, lập tức chuyển chủ đề, lạnh lùng lên tiếng, Kim trưởng lão, đây là cuộc chiến sinh tử trên đài võ đạo, chẳng lẽ là trò đùa hả? Tên nhóc này đột nhiên xông lên, nếu không phải tôi kịp thời thu tay, sợ rằng hai người họ đã chết rồi. Vừa dứt lời, đám người phía dưới hiểu ra. Thì ra hình cổ sư huynh thu tay lại ư. Chẳng trách, tôi đã nói mà, cho dù tên Diệp Bắc Minh này lợi hại đi nữa thì có thể ngăn được một quyền của hình cổ sư huynh chắc. Vương Duệ cau mày, nhìn Tô Tuyết Hồng, Tô sư tỷ, cô cảm thấy hình cổ nói có thật không? Tô Tuyết Hồng cau mày, việc này, không dễ nói. Kim trưởng lão nhìn sang hai người Diệp Bắc Minh và Lục Tuyết Kỳ, vì Diệp Bắc Minh đột ngột chạy lên đài võ đạo, ảnh hưởng đến cuộc chiến lần này. Cho nên, cuộc chiến này đội Lục Tuyết Kỳ đã thua. Thua rồi. Lục Tuyết Kỳ tỏ vẻ mặt tự trách, tiểu sư đệ, xin lỗi, là tỷ vô dụng. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu, bát sư tỷ đã hết sức rồi. Sau này đệ không cho phép tỷ mạo hiểm như này nữa. Bây giờ, tỷ đi nghỉ đi. Những việc khác giao cho đệ. Nói xong, trong tay xuất hiện mấy cây kim châm, đâm vào trong cơ thể Lục Tuyết Kỳ. Rồi cho cô ấy uống mấy viên đan dược. Dẫn Lục Tuyết Kỳ nhảy xuống khỏi đài võ đạo. Kim trưởng lão nhìn thấy cảnh này, nhìn xung quanh, bản trưởng lão tuyên bố, thách chiến đài võ đạo lần này kết thúc. Hình cổ, thắng. Hình cổ cười đắc ý. Không tốn chút sức thổi bụi đã kiếm được 800 triệu nguyên, lần này đúng là phát tài rồi. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, ai nói thách chiến võ đài lần này kết thúc? Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua. Chẳng lẽ tên nhóc này? Vương Duệ nghiêm mắt lại. Tô Tuyết Hồng cũng có vài phần bất ngờ. Kim trưởng lão nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ cậu nghi ngờ phán quyết của lão phụ ư? Diệp Bắc Minh bình tĩnh đáp lại, Kim trưởng lão, theo quy định của Thanh Huyền Tông. Chỉ cần có người muốn khiêu chiến. Võ đài thách đấu có thể liên tục kéo dài đúng không? Kim trưởng lão gật đầu, chính xác. Diệp Bắc Minh khẽ cười, nếu đã vậy, sao ông không hỏi xem còn có ai muốn khiêu chiến không? Trong chớp mắt, xung quanh đài võ đạo yên tĩnh lại. Khuôn mặt hình cổ trở nên khó coi, Diệp Bắc Minh, mày có ý gì? Diệp Bắc Minh lười nói lời vô ích, bước thẳng lên đài võ đạo, Diệp Bắc Minh, đến khiêu chiến. Nói năng mạnh mẽ hùng hồn. Toàn trường lập tức sôi trào. Tất cả đệ tử Thanh Huyền Tông ở đây không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bị điên rồi sao? Anh ta nói gì cơ? Muốn khiêu chiến hình cổ. Đù, Diệp kẻ điên, mẹ thật đúng là Diệp kẻ điên. Chẳng ai ngờ lá gan Diệp Bắc Minh lại lớn như vậy. Vương Duệ cũng sửng sốt, tên này thật sự dám thách đấu hình cổ. Tô Tuyết Hồng lắc đầu, quả thực không biết sống chết. Kim trưởng lão chợt phản ứng lại, không nhịn được mà nhắc nhở một câu, Diệp Bắc Minh, chuyện này không phải trò đùa. Bổn trưởng lão cho cậu một cơ hội, bây giờ cậu lập tức xuống khỏi đài võ đạo đi. Chuyện này tôi có thể coi như chưa từng xảy ra. Diệp Bắc Minh nhìn hình cổ như đang xem một con mồi, cảm ơn ý tốt của Kim trưởng lão, hãy tuyên bố bắt đầu khiêu chiến đi. Anh nói nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai mọi người lại ầm ầm như sấm sét. Giờ phút này, ánh mắt ai nấy nhìn Diệp Bắc Minh cũng thay đổi. Trong lòng hình cổ dâng lên một áp lực vô hình. Chỉ có hắn ta biết, một quyền vừa rồi hắn ta đã bùng nổ 9 phần sức mạnh. Thế mà lại bị Diệp Bắc Minh chặn lại. Nếu như hắn ta chấp nhận khiêu chiến, làm không tốt sẽ bị thua bởi Diệp Bắc Minh. Hình cổ có xúc động muốn chửi thề, đù má, thằng này rốt cuộc có lai lịch gì? Nếu mình chấp nhận khiêu chiến mà thua thì làm sao bây giờ? Sau này còn lăn lộn trong Thanh Huyền Tông thế nào đây? Có rồi, nếu tên này muốn khiêu chiến mình thì chắc chắn phải lấy ra 1,6 tỷ đồng, mình không tin anh ta có nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến đây, hình cổ chợt cười. Hắn ta lại lộ ra nụ cười bất cần đời, Kim trưởng lão, chẳng phải anh ta muốn khiêu chiến sao? Để anh ta khiêu chiến đi. Có điều,
Dựa theo quy định khiêu chiến đài võ đạo, anh ta cần lấy ra 1,6 tỷ. Còn chưa dứt lời. Diệp Bắc Minh đột nhiên khoát tay. Một hồi rầm rầm rầm. Một đống tiền lớn rơi ra từ trong nhẫn chữ vật. Chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Cực kỳ đánh sâu vào thị giác của người khác. Mẹ kiếp! Mẹ nó tiền từ đâu đến mà nhiều thế? Mọi người suýt chút nữa rơi cả tròng mắt ra ngoài. Con người Diệp Bắc Minh đông lại, nơi này có 2 tỷ đồng, hẳn đủ cho tôi khiêu chiến rồi chứ. Kim trưởng lão nuốt nước miếng, đủ rồi, đủ rồi. Mí mắt hai người Vương Duệ và Tô Tuyết Hồng giật mạnh, đồng loạt thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt người kia. Hình cổ cắn răng hàm, tên kia, mày đừng ép tao. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, hình cổ, cút đến đây nhận cái chết đi. Hít hà. Dưới đài võ đạo truyền đến tiếng hít hà. Hình cổ tức giận vô cùng, cơn căm giận ngút trời cuồn cuộn trong lòng, thằng kia, mày cho rằng tao không dám giết người sao? Trong lòng hắn ta cực kỳ tức giận. Thân là đệ tử nội môn đứng hạng 97 trên bảng xếp hạng Thanh Huyền, thế mà hắn ta bị người như vậy quát vào mặt. Đầu gối hình cổ cong xuống, đột nhiên bùng nổ. Giống. Giống lên một tiếng. Hắn ta như một con báo săn mồi, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Hung hăng nện một quyền xuống. Diệp Bắc Minh quyết đoán vận chuyển Long Đế Quyết, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người bắt lấy nắm đấm của hình cổ. Khiến hắn ta không thể tiến lên dù chỉ một phân. Mày! Hình cổ tức đến hộc máu. Lại là loại cảm giác này. Là mày muốn để bát sư tỷ của tao quỳ xuống đúng không? Giọng Diệp Bắc Minh vô cùng lạnh lẽo, đưa tay chụp một trường, hiện tại, mày quỳ xuống cho tao trước. Ầm ầm! Áp lực kinh khủng nện xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Tiếng răng rắc vang giòn truyền đến. Hình cổ cảm thấy bả vai như muốn nổ tung. Hai đầu gối mềm nhũn, bục quỳ dạp xuống dưới chân Diệp Bắc Minh. Hình cổ quỳ. Ông trời à! Dưới đài võ đạo, ai nấy đều chấn động. Dưới cái nhìn chăm chú của hơn 10.000 người, hình cổ vô cùng xấu hổ và giận dữ. Hắn ta gào lên, Diệp Bắc Minh, mày dám đối xử với tao như vậy. Đù, con mẹ nó mày thực sự đáng chết, mày cho rằng mày có thể đánh bại tao ư. Chân nguyên của hình cổ dâng trào, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Trong mắt tràn ngập tơ máu. Đột ngột bộc phát sức mạnh. Thế mà hắn ta lại có thể ngăn cản áp lực từ Diệp Bắc Minh, đứng thẳng lên. Diệp Bắc Minh cười lạnh, một chân này, là mày đưa cho bát sư tỷ của tao. Anh bỗng đá thẳng vào ngực hình cổ. Phụt, hình cổ như bị sét đánh, phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Cả người bay ra ngoài, quay cuồng trên không trung suốt mấy chục mét. Ầm một tiếng lớn, rơi xuống rìa đài võ đạo. Giống y như đúc tình cảnh bi thảm ban đầu của Lục Tuyết Kỳ. Diệp Bắc Minh ngoác ngoác ngón tay, bỏ qua đây cho bố mày. A, à, Diệp Bắc Minh. Hình cổ đứng lên, rít gào như một tên điên, mày dám nhục nhã tao như vậy. Mãnh hổ kình, hắc hổ xuất sơn. Một giây sau, phía sau hình cổ bùng lên bóng mờ của một con hổ dữ màu đen. Hình cổ đã luyện thành hắc hổ pháp tướng rồi. Vương Duệ giật nảy mình. Tô Tuyết Hồng hít sâu một hơi, hắn ta giấu còn rất sâu, thậm chí ngay cả chúng ta cũng lừa gạt. Võ kỹ cấp vương, hắc hổ pháp tướng. Sắc mặt kim trưởng lão thay đổi, hình cổ, cấm sử dụng võ kỹ cấp thánh trở lên, cậu đã vi phạm quy định. Cút mẹ đi, câm miệng cho tao. Hình cổ tức giận gào thét, hắn ta sắp bị tức phát điên rồi. Khí huyết tràn vào đầu óc, trong đầu hắn ta chỉ còn lại suy nghĩ duy nhất, giết Diệp Bắc Minh. Giống. Bóng mờ của hổ đen gào giống, luồng khí như sóng thần bùng nổ. Đệ tử xung quanh đài võ đạo bị ném bay ra ngoài, suýt chút nữa ngã dập mông xuống đất. Gương mặt xinh đẹp của Khương Tử Cơ biến sắc, không tốt, tiểu sư đệ gặp nguy hiểm. Vương Như Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chư vị trưởng lão còn không ra tay ngăn cản hình cổ. Hắn ta đã điên rồi. Đạm Đài Yêu Yêu gào thét, hình cổ đã trái với quy định, các vị trưởng lão còn đang chờ đợi điều gì? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau. Bọn họ trao đổi ánh mắt, đồng loạt chọn im lặng. Bọn họ chỉ là trưởng lão bình thường, không đắc tội nổi hình cổ, lại càng không đắc tội được nhà họ hình. Tốc độ hình cổ cực nhanh, đánh tới như chớp giật. Khương Tử Cơ không lo lắng nhiều như vậy, đồng loạt ra tay, bảo vệ tiểu sư đệ. Mấy vị sư tỷ đang muốn động thủ. Tạch, tạch, tạch. Mấy tên trưởng lão ngăn cản phía trước bọn họ.
ánh mắt lạnh lẽo, bất kỳ ai cũng không được can thiệp vào chiến đấu trên đài võ đạo. Khương Tử Cơ hét lên, Hình Cổ đã vi phạm quy định, loại chiến đấu này còn muốn tiếp tục hả? Trưởng lão có chòm râu dê cười lạnh, đúng là Hình Cổ trái với quy định, lúc sau chúng ta tất nhiên sẽ trừng trị Hình Cổ. Nhưng cô muốn ngăn cản chiến đấu, không được. Ông, Khương Tử Cơ, Vương Như Yên, Đạm Đài Yêu Yêu suýt chút nữa tức chết, các cô ấy không thể trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh rơi vào nguy hiểm. Chuẩn bị mạnh mẽ ngăn cản. Làm càn. Mấy vị trưởng lão đồng loạt gầm lên, ra tay. Các sư tỷ đã sớm bị thương, giờ phút này hoàn toàn không phải đối thủ của các trưởng lão, chớp mắt bị trấn áp. Quy định chính là quy định, các cô còn dám tiến lên trước một bước, trực tiếp giết chết. Mặt mũi lão già râu dê tràn ngập lạnh lẽo. Nhưng vào lúc này, đệ tử đang xem cuộc chiến chợt thay đổi sắc mặt, hoảng sợ chỉ vào đài võ đạo. Đó là cái gì? Mấy vị trưởng lão sững sờ. Chẳng lẽ còn có biến cố? Bọn họ nhìn lên theo bản năng, sắc mặt kinh hoàng, con người điên cuồng co rụt lại. Chỉ thấy, sau lưng Diệp Bắc Minh hiện ra huyết khí ngập trời. Một đầu rồng xuất hiện từ trong đám mây màu đỏ như máu, va chạm với hắc hổ pháp tướng của Hình Cổ. Xoẹt xoẹt, nâng móng rồng lên, nó bỗng đập về phía hắc hổ pháp tướng. Cảnh tượng cực kỳ khiếp sợ xuất hiện. Hắc hổ pháp tướng bị mạnh mẽ xé nát, sụp đổ trong nháy mắt. Đây là cái gì? Cái trán Hình Cổ mồ hôi dày đặc, trái tim suýt chút nữa bị dọa đến nổ tung. Đây là Thương Long. Khuôn mặt Vương Duệ rung động. Trưởng lão râu dê không dám kêu to, không phải là Thương Long, đây là Tổ Long. Tổ Long pháp tướng, Diệp Bắc Minh thế mà biết Tổ Long pháp tướng. Cái gì? Tổ Long pháp tướng? Chục ngàn người xung quanh đài võ đạo sững sờ. Tất cả mọi người dồn dập hô hấp, trái tim như muốn ngừng lại. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đi đến trước mặt Hình Cổ, sát ý lạnh như băng khóa chặt hắn ta, ngay cả tao mà mày cũng muốn giết. Trái tim Hình Cổ chợt co lại, Diệp Bắc Minh, mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, giết mày. Anh đưa tay, chộp về phía đầu Hình Cổ. Tổ Long pháp tướng sau lưng Diệp Bắc Minh cũng làm động tác tương tự, móng rồng chụp về phía đầu Hình Cổ. Đừng! Hình Cổ bị dọa đến quên phản kháng, hai chân run lên. Không trung truyền đến tiếng gầm thét đầy uy nghiêm, làm càn. Một cỗ uy áp ngập trời giáng xuống. Thịch, thịch, thịch. Hơn chục ngàn đệ tử đang xem cuộc chiến đều quỳ xuống, hoảng sợ nhìn về một phương hướng nào đó. Một lão giả đầu đầy tóc vàng bay lên không trung, nhìn xuống mọi người phía dưới. Là Thái Thượng trưởng lão Hình Sư. Da đầu ai nấy đều tê dại. Giọng nói của Hình Sư lạnh lẽo vô cùng, Diệp Bắc Minh, lá gan của mày lớn thật đấy, mày dám giết nhà họ Hình. Chưa kịp dứt lời, móng vuốt của Tổ Long pháp tướng đã nắm lấy đỉnh đầu Hình Cổ. Dùng sức bóp chặt, tiếng răng rắc vang lên. Đỉnh đầu Hình Cổ trực tiếp bị sốc lên. Sau đó một móng vuốt lại rơi xuống. Phịch, ngay trước mặt cả chục ngàn người, Hình Cổ trực tiếp hóa thành một bãi xương máu. Diệp Bắc Minh chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Hình Sư đang đứng lơ lửng trên không trung, trả lời chậm rãi, ông nói cái gì cơ? Lặp lại lần nữa xem, tôi không nghe rõ. Gì cơ? Đù má. Ai ai cũng giật mình, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Như đang nhìn một kẻ điên. Vương Duệ hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn ngập chấn động. Trái tim Tô Tuyết Hồng lục bộp, suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Mấy vị trưởng lão kia càng là sợ hãi cúi đầu xuống. Không dám nhìn biểu cảm của Hình Sư. Con người già nua của Hình Sư trừng lớn, mái tóc dài màu vàng óng dựng thẳng lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh, ha 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 ha, tốt. Tốt lắm, rất tốt. Diệp Bắc Minh cười, đương nhiên là tốt rồi, trên đài võ đạo quyết thắng thua, cũng quyết sinh tử. Thế nào, tôi giết Hình Cổ, ông muốn trả thù cho hắn ta sao? Lão già, ông thân là Thái Thượng trưởng lão, sẽ không biết xấu hổ như thế chứ? Yên tĩnh như chết. Giờ phút này, chục ngàn người ở đây suýt nữa bị dọa chết khiếp. Mẹ ơi, Diệp kẻ điên, ông đây cuối cùng cũng biết vì sao anh ta bị gọi là Diệp kẻ điên. Đù, đây đâu chỉ là điên, quả thực là coi trời bằng vung. Đây chính là Thái Thượng trưởng lão Hình Sư đó, có tiếng là Thái Thượng trưởng lão tính nóng như lửa nhất Thanh Huyền Tông, sao anh ta dám? Trong lòng vô số người đồng loạt gào thét. Quỳ trên mặt đất. Thân thể run rẩy,
bọn họ không dám nhìn khuôn mặt hình sư sẽ có biểu cảm gì. Con mắt già nua của hình sư suýt nữa tức ứa máu, lão ta ngăn chặn cơn tức nói, Diệp Bắc Minh, cậu nói không sai. Là do hình cổ kỹ năng không bằng cậu, chết trên đài võ đạo. Lão Phu, nhớ kỹ cậu. Hình sư xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh nhìn theo bóng lưng hình sư, nhớ kỹ tôi là được, nếu như muốn gây phiền phức với tôi, nhớ phải tự mình ra tay đấy. Đừng có gọi đám phế vật nhà họ hình các ông tới, tới một tên tôi giết một tên. Trời ạ! Đù má! Hơn chục ngàn đệ tử xung quanh đài võ đạo sợ đến phát khóc. Từ khi Thanh Huyền Tông thành lập đến bây giờ, phỏng chừng chưa từng có đệ tử ngông cuồng đến nhường này. Bước chân hình sư lảo đảo, gân xanh trên trán nổi lên. Lão ta nhanh chóng biến mất. Ánh mắt Diệp Bắc Minh chuyển động, rơi xuống đám người trưởng lão dâu dê, các ông thân là trưởng lão quản lý đài võ đạo, vừa rồi không ngăn cản hình cổ mà lại ra tay với các sư tỷ của tôi. Mấy vị trưởng lão vô ý thức lui lại mấy bước. Trưởng lão dâu dê ứa mồ hôi lạnh, Diệp Bắc Minh, đây đều là hiểu lầm. Đệ tử tại chỗ sợ hãi. Chẳng lẽ Diệp Bắc Minh muốn ra tay với mấy vị trưởng lão? Hiểu lầm. Diệp Bắc Minh cười, nói với sư tỷ tôi là giết không tha, cũng là hiểu lầm sao? Được đấy, để tôi cho ông nếm thử hiểu lầm. Bước ra một bước, anh trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu trưởng lão dâu dê. Hung hăng đạp một chân xuống. Trưởng lão dâu dê bùng lên cơn tức giận, Diệp Bắc Minh, mày thật to gan. Diệp Bắc Minh như thể không hề nghe thấy, giẫm thẳng một chân xuống đầu trưởng lão dâu dê. Vị trưởng lão thánh cảnh đỉnh phong này ngay lập tức mất mạng. Hít hà. Mọi người câm như hến, tê cả da đầu. Trong sự yên lặng như tờ, giọng Diệp Bắc Minh bình tĩnh truyền đến, xin lỗi, đều là hiểu lầm. Cậu. Mấy trưởng lão còn lại chỉ vào Diệp Bắc Minh, không ngừng lùi lại. Diệp Bắc Minh, cậu thật sự là một tên điên, một lão giả mặc chiến giáp đi tới, chấp pháp đường nghe lệnh, bắt lại Diệp Bắc Minh cho tôi. Mười mấy nhân viên chấp pháp đường tiến lên, vây quanh Diệp Bắc Minh chật như nêm cối. Khương Tử Cơ ngăn cản trước người Diệp Bắc Minh, bạch trưởng lão, sư đệ tôi có tội tình gì? Bạch trưởng lão bị chọc cho tức cười, trước mặt mọi người, Diệp Bắc Minh giết Lư trưởng lão, cô lại hỏi tôi anh ta có tội tình gì? Đợi anh ta đến chấp pháp đường, cô liền biết anh ta có tội gì? Dẫn Diệp Bắc Minh đi cho tôi, ai dám phản kháng, giết không cần hỏi. Rõ. Mấy chục nhân viên chấp pháp đường chuẩn bị ra tay. Khương Tử Cơ cầm kiếm tiến lên, tôi xem ai dám đụng đến tiểu sư đệ của tôi. Ánh mắt bạch trưởng lão lạnh lẽo, Khương Tử Cơ, cô hãy suy nghĩ cho kỹ càng, chống đối chấp pháp đường sẽ có kết cục gì? Ồ, chống đối chấp pháp đường sẽ có kết cục gì? Một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo truyền đến, bạch chính đức, ông biểu diễn một lượt cho tôi xem nào. Lãnh Nguyệt giáng từ trên trời xuống. Đứng trước mấy người Diệp Bắc Minh và Khương Tử Cơ. Thái thượng trưởng lão Lãnh Nguyệt. Con người mọi người hơi co lại. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Khuôn mặt già của Bạch Chính Đức trầm xuống. Lãnh Nguyệt trưởng lão, lần trước bà đã thiên vị, làm việc trái quy định một lần. Chúng tôi không truy cứu sai lầm của Diệp Bắc Minh, lần này bà còn muốn làm như vậy sao? Giọng Lãnh Nguyệt lạnh lẽo, là ai cho ông lá gan? Dám nói chuyện với tôi như thế? Tay ngọc khẽ nhấc, nhìn về phía Bạch Chính Đức. Bạch Chính Đức cảm thấy có áp lực cực lớn đánh úp lại. Một giây sau, một tiếng nói già nua vang lên, Lãnh Nguyệt, có phải bà hơi ngang ngược quá rồi không? Vì một đệ tử mới nhập môn mà dám bỏ qua quy định của Thanh Huyền Tông sao? Mọi người giật mình, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả mặc đạo bào chậm rãi đi tới. Ô đạo nguyên! Một trong ba vị lão tổ nhà họ Ô, sao ông ta cũng tới? Trong chớp mắt trông thấy người này, sắc mặt Lãnh Nguyệt khẽ động, Ô lão quái, ông muốn nhúng tay vào chuyện này. Ô đạo nguyên lạnh lùng nói, hừ, Diệp Bắc Minh còn chưa nhập môn đã giết Ô Tử Tuấn, là tội thứ nhất. Sau khi nhập môn, học trộm tuyệt học tổ long pháp tướng của nhà họ Ô, là tội thứ hai. Ô Lục phát hiện Diệp Bắc Minh học trộm tuyệt học nhà họ Ô, lại bị Diệp Bắc Minh tàn nhẫn phế bỏ. Làm hại anh em đồng môn, là tội thứ ba. Tàn nhẫn giết chết trưởng lão đài võ đạo, là tội thứ tư. Bất kỳ một chứng cứ phạm tội nào cũng đủ để phán Diệp Bắc Minh tội chết, lão phu thân là thái thượng trưởng lão của chấp pháp đường, chẳng lẽ không được quản lý chuyện này sao? Hoang đường,
Quá hoang đường. Anh học trộm tổ long pháp tướng của nhà họ Ô. Quả thực là chuyện cười rụng răng. Diệp Bắc Minh giận quá hóa cười, ha ha ha. Trong mắt Ô Đạo Nguyên ngưng tụ sát ý, tên kia, cậu cười cái gì? Diệp Bắc Minh không hề cho ông ta chút mặt mũi nào, thú vị thật, nếu tổ long pháp tướng là tuyệt học của nhà họ Ô, thế sao ông lại không học được? Ít nhất ông cũng là cảnh giới thánh chủ rồi đi. Cảnh giới thánh chủ mà không biết tổ long pháp tướng, chẳng lẽ ông bị ngu sao? Hả? Anh nghiêng đầu, hứng thú nhìn Ô Đạo Nguyên. Cái gì cơ? Đậu má? Hít hà? Đệ tử ở đây đồng loạt hít sâu một hơi. Mẹ ơi! Cũng có người nhét nắm đấm vào miệng, hàm răng không nhịn được mà run lên. Luồng không khí lạnh như băng lan từ bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Diệp kẻ điên mới vừa nói cái gì? Anh ta nói Ô Đạo Nguyên, ngu. Anh ta lại dám nói Ô Đạo Nguyên ngu. Mày nói cái gì? Khóe mắt Ô Đạo Nguyên mạnh mẽ co giật, đôi mắt lập tức tràn ngập tơ máu. Cơn giận như sóng cuộn biển gầm ngưng kết trong lòng ông ta, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Diệp Bắc Minh, rít lên một tiếng. Diệp Bắc Minh thở ơ, còn vươn vai một cái, tôi nói sai rồi sao? Không lẽ bị tôi nói trúng, nên có tật giật mình? Mày đáng chết. Khuôn mặt già nua của Ô Đạo Nguyên lập tức trở nên dữ tợn, ông ta duỗi một tay ra chộp về phía đầu Diệp Bắc Minh. Đôi mắt lãnh nguyệt nhíu lại, đỡ lấy một chưởng của Ô Đạo Nguyên. Ầm một tiếng cực lớn, đất rung núi chuyển. Một dòng khí kinh khủng nổ tung, đệ tử xung quanh bị ném văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trên không trung rồi mới ngã xuống mặt đất. Mọi người còn lại ai nấy cũng chịu thương với mức độ khác nhau. Ánh mắt nhìn hai người kia tràn ngập hoảng sợ. Đây chính là thực lực của cảnh giới thánh chủ sao? Lãnh Nguyệt bảo vệ Diệp Bắc Minh sau lưng, Ô Đạo Nguyên, ông muốn làm gì? Ô Đạo Nguyên phun ra ba chữ, giết cậu ta. Lãnh Nguyệt cười lạnh lắc đầu, e rằng ông không giết được cậu ta. Vừa dứt lời, Lãnh Nguyệt lật bàn tay, lòng bàn tay bà ấy có thêm một lệnh bài màu vàng óng. Thủ lệnh của gia chủ nhà họ Lãnh. Ô Đạo Nguyên cũng không ngờ, sắc mặt biến đổi mấy lần, con người đọng lại, nhà họ Lãnh các người muốn bảo vệ cho cậu ta. Nhà họ Lãnh, một trong 10 gia tộc sáng lập Thanh Huyền Tông. Một thánh chủ như Lãnh Nguyệt không đáng sợ. Điều đáng sợ là nhà họ Lãnh sau lưng bà ấy. Dù thực lực nhà họ Ô mạnh hơn nhà họ Lãnh mấy phần cũng tuyệt đối sẽ không trở mặt với nhà họ Lãnh chỉ vì một tên Diệp Bắc Minh. Đúng thì sao nào? Nhận được câu trả lời khẳng định của Lãnh Nguyệt. Ô Đạo Nguyên nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Qua vài giây, Ô Đạo Nguyên chợt bật cười, được, nếu nhà họ Lãnh đã muốn bảo vệ cho tên này, lão phu cũng không còn gì để nói. Ông ta nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, vật nhỏ, cậu ở cảnh giới võ thần đã có thể giết chết Thánh Vương, vài thứ kia trong tay cậu đúng không? Hy vọng cậu cũng may mắn như người phụ nữ kia. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, ông có ý gì? Ô Đạo Nguyên cười đầy thâm ý, tự đoán xem. Quay người biến mất. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh nhạt, nhìn chằm chằm theo hướng Ô Đạo Nguyên rời đi. Anh quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt, dì Nguyệt, ông ta đang nói về mẹ cháu sao? Lãnh Nguyệt khẽ cắn môi, Minh Nhi, cháu đi theo dì. Nửa giờ sau, bên trong một tòa cung điện trên Nguyệt Phong. Hai người một trước một sau tiến vào trong, Diệp Bắc Minh đang muốn mở miệng, Lãnh Nguyệt đã nói trước, Minh Nhi, dì biết cháu muốn hỏi điều gì? Cháu muốn hỏi tất cả về mẹ cháu đúng không? Ban đầu dì còn nghĩ, chờ cháu bước vào thánh cảnh sau đó mới nói cho cháu hết thảy. Dì đã giao hẹn với Thanh Lam sẽ giúp cháu bước vào thánh cảnh, hiện tại xem ra không còn thời gian nữa rồi. Ô Đạo Nguyên đã nhận ra thân phận của cháu không thể ở lại Thanh Huyền Tông. Nếu cháu tiếp tục ở lại Thanh Huyền Tông sẽ vô cùng nguy hiểm. Lãnh Nguyệt đi tới đi lui, sắc mặt biến đổi. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt, dì Nguyệt, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, thật xin lỗi, dì đã lừa gạt cháu. Năm đó, trước khi mẹ cháu rời khỏi Thanh Huyền Tông, bà ấy đã từng đi vào bảo khố của Thanh Huyền Tông, đánh cắp 3 món đồ. Thứ nhất, nửa bộ võ kỹ cấp đế mà tổ tiên Thanh Huyền Tông để lại. Thứ hai, một phương pháp tu võ truyền lại từ thời thượng cổ, trước mẹ cháu, không ai trong Thanh Huyền Tông có thể hiểu được. Thứ ba, kiếm long đồ. Kiếm long đồ. Diệp Bắc Minh sững sờ. Một ý niệm hiện lên trong đầu, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay. Toàn thân đen nhánh.
Trên thân kiếm có một chân long màu đen xoay quanh, sinh động như thật. Diệp Bắc Minh hỏi thăm, dì Nguyệt, là thanh kiếm này sao? Lãnh Nguyệt há miệng, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, tại sao kiếm long đồ lại ở trong tay cháu? Minh Nhi, không lẽ Thanh Lam đã giao hết đồ vật cho cháu rồi? Diệp Bắc Minh lắc đầu, dì Nguyệt, mẹ cháu không để lại thứ gì cho cháu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục là bí mật lớn nhất của anh không muốn nói cho bất kỳ ai cả. Bao gồm Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghi hoặc, thật sự không có. Nếu không có, làm thế nào mà cháu dùng thực lực võ thần giết chết được Thánh Vương Sơ Kỳ? Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, chờ lời giải thích từ anh. Diệp Bắc Minh suy tư, có lẽ có liên quan đến công pháp mà cháu tu luyện, nhưng cháu có thể cam đoan, tuyệt đối không phải công pháp của Thanh Huyền Tông. Hơn nữa, sau khi cháu thức tỉnh ma huyết, lực lượng trở nên mạnh hơn gấp mấy lần. Trái tim Lãnh Nguyệt lộp bộp, điều gì lo lắng nhất chính là cái này. Tầng lớp cao tầng Thanh Huyền Tông đều biết, Thanh Lam mang thai con của ma tộc. Bắt đầu từ hôm nay, thân phận của cháu chắc chắn sẽ bại lộ, đến lúc đó. Bà ấy tạm dừng, nhà họ Lãnh cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cháu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, dì Nguyệt, dì sai rồi. Lãnh Nguyệt nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, cháu nói gì cơ? Diệp Bắc Minh tiếp tục lắc đầu, dì Nguyệt, dì sai rồi. Tất cả mọi người ở trong Thanh Huyền Tông, kể cả dì đều sai rồi. Dì sai rồi. Lãnh Nguyệt ngập ngừng. Diệp Bắc Minh gật đầu, chính xác, vì sao ai ai cũng cho rằng cháu sẽ gặp nguy hiểm chứ? Lãnh Nguyệt nhướng mày, duỗi tay sờ trán Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, có phải cháu hồ đồ rồi không? Ô Đạo Nguyên đã đoán ra thân phận của cháu, chậm nhất một giờ sau, nhà họ Hình, nhà họ Vương, nhà họ Tô cũng sẽ biết thân phận của cháu. Thanh Lam mang những vật kia đi từ Thanh Huyền Tông, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách cướp chúng về. Cháu là con trai của Thanh Lam, bọn họ không đối phó với cháu thì đối phó với ai? Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại một câu, bọn họ đối phó cháu chắc chắn sẽ chết sao? Lãnh Nguyệt há to miệng. Kinh ngạc. Bà ấy không biết tự tin của Diệp Bắc Minh là từ đâu đến. Thậm chí, có chút tự tin quá mức, biến thành tự phụ. Phù. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi. Giờ phút này, bà ấy có cảm giác như đang đối mặt với một đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì phản nghịch. Bắc Minh, sao cháu lại không nghe hiểu chứ? Nhà họ Ô đáng sợ hơn tưởng tượng của cháu nhiều. Nhà họ Hình, nhà họ Vương, nhà họ Tô cũng đều mơ ước những thứ mẹ cháu mang đi từ Thanh Huyền Tông. Cháu ở lại Thanh Huyền Tông chẳng khác gì thỏ trắng ở trong bầy sói xám cả. Lãnh Nguyệt nôn nóng. Bà ấy nhanh chóng tiếp lời, hiện tại, cháu lập tức đến nhà họ Lãnh đi. Dì sẽ liên lạc với lão tổ nhà họ Lãnh, để cháu vào ở sau núi nhà họ Lãnh. Từ giờ trở đi, cho đến trước khi cháu có năng lực tuyệt đối để tự bảo vệ mình, dì cấm cháu rời khỏi nhà họ Lãnh một bước. Diệp Bắc Minh nhìn vẻ lo lắng của Lãnh Nguyệt, trong lòng ấm áp. Lãnh Nguyệt thật sự quan tâm đến anh. Đúng lúc này, giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc, bản tháp chỉ có một câu, giúp tôi khôi phục một phần ngàn thực lực. Thánh chủ đến, bản tháp giúp cậu bùng nổ toàn lực, chỉ bốn chữ. Xiết trong chớp mắt, Diệp Bắc Minh kích động, ông nói thật. Giọng điệu Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngạo mạn, biết bản tháp khôi phục một phần ngàn là khái niệm gì không? Tìm người chỉ là một mánh khóe mà thôi. Giết người mới là điểm mạnh của bản tháp. Diệp Bắc Minh lập tức tin tưởng vô cùng, dì Nguyệt, không cần. Suốt con đường cháu đi tới giờ, cháu từng gặp phải tình huống nguy hiểm hơn hiện tại gấp trăm lần. Cháu gia nhập Thanh Huyền Tông, lý do đầu tiên là vì mẹ cháu sắp đặt. Hiện tại có thêm một cái, hủy diệt nhà họ Ô. Bỏ xuống câu nói này, anh nhanh chân rời đi. Cái gì? Thân thể Lãnh Nguyệt không nhịn được mà run lên. Bà ấy hoảng sợ nhìn theo Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, cháu. Cháu nói cái gì? Cháu muốn hủy diệt nhà họ Ô. Cháu, trời ạ. Sau khi rời khỏi đài võ đạo, Ô Đạo Nguyên đi luôn không hề tạm dừng. Ông ta trực tiếp rời khỏi Thanh Huyền Tông, trở lại nhà họ Ô. Đi thẳng vào phía sau núi nhà họ Ô, hình ảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Không gian khẽ đong đưa, Ô Đạo Nguyên tiến vào trong một kết giới siêu lớn. Vừa tiến vào kết giới, Ô Đạo Nguyên đã vội vã nói, đại ca, nhị ca, con trai của người phụ nữ kia đã trở lại. Hai lão giả bước ra từ trong hai sơn động khác nhau. Một cao một thấp,
một béo một gầy. Lão giả cao gầy trầm giọng nói, con trai Diệp Thanh Lam. Ô Đạo Nguyên cười to, ha ha ha, đại ca, anh thật thông minh. Không sai, chính là con trai của Diệp Thanh Lam, con trai yêu nữ này trở lại. Hiện tại thằng chó này mới cảnh giới võ thần mà đã có thể chém giết Thánh Vương sơ kỳ, thật sự khiếp sợ. Em dám khẳng định, đồ vật năm đó Diệp Thanh Lam mang đi từ Thanh Huyền Tông chắc chắn ở trong tay thằng này. Lão già mập lùn vô cùng kích động, lão Tam, em chắc chắn là con trai Diệp Thanh Lam chứ? Nhị ca, chắc chắn, không hề nghi ngờ. Ô Đạo Nguyên ngưng trọng gật đầu. Lão già mập lùn không nhịn được mà cười to, thịt mỡ trên mặt run lên, lão Tam, tự mang tên này về cho anh. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Bắc Minh đi thẳng tới chỗ ở của mấy sư tỷ. Ai nấy đều bị thương với mức độ khác nhau. Lúc Diệp Bắc Minh đẩy cửa vào, Đạm Đài Yêu Yêu đang thay thuốc cho Lục Tuyết Kỳ. Trước mắt trắng nõn như tuyết. Diệp Bắc Minh theo bản năng muốn tránh đi. Vương Như Yên cười khúc khích, tiểu sư đệ còn ngượng ngùng hả? Ban đầu cùng nhau tắm rửa ở Thiên Trì đâu có thấy em ngượng ngùng. Diệp Bắc Minh đỏ mặt, thập sư tỷ, chị đừng chọc ghẹo em nữa. Ây da! Vương Như Yên đột nhiên cắn môi đỏ, hô hấp trở nên gấp gáp. Diệp Bắc Minh giật mình, thập sư tỷ, chị sao vậy? Vương Như Yên che ngực lại, tiểu sư đệ, chị đột nhiên không thở được. Diệp Bắc Minh vội vàng duỗi tay ra, để em xem cho chị. Đặt tay lên ngọn núi. Một giây sau, Diệp Bắc Minh nhướng mày, thập sư tỷ, nội thương của chị đã bị em chữa khỏi rồi, thân thể không hề có bệnh tình gì. Vương Như Yên kéo tay Diệp Bắc Minh, ấn tại nơi khác, vậy em lại xem nơi này đi, chỗ này của chị có hơi hơi đau. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Kiểm tra mấy lần ở vùng ngực Vương Như Yên xong. Thấy biểu cảm cười quái dị của Vương Như Yên, Diệp Bắc Minh nhận ra mình bị lừa, thập sư tỷ, chị. Chị giả vờ bị bệnh. Phì, ha ha ha. Vương Như Yên cười to, tiểu sư đệ, em nhất định là cố ý. Diệp Bắc Minh vô tội đáp, thập sư tỷ, em thật sự không có. Đạm Đài Yêu Yêu lườm qua, Như Yên, em chẳng đứng đắn gì cả, mau đến hỗ trợ thay thuốc đi. Dạ. Vương Như Yên cười tiến lên giúp đỡ. Diệp Bắc Minh đi theo kiểm tra tình trạng của Lục Tuyết Kỳ, chắc chắn không có việc gì mới thở phào. Ong! Đột nhiên, trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động. Miếng ngọc bội anh đưa cho Tô Thanh Ca lại có cảm ứng. Tô Thanh Ca lại muốn liên hệ anh. Mấy vị sư tỷ, em có chút việc, đi trước đây. Diệp Bắc Minh nhanh chóng rời đi. Đúng lúc anh bước ra khỏi Thanh Huyền Tông, chỉ chớp mắt, trong bóng tối xuất hiện hơn 10 bóng người. Đều là cảnh giới trên Thánh Vương. Thằng này dám rời khỏi Thanh Huyền Tông. Đi theo sau, trong vòng 10 phút, lão phu cam đoan tên kia sẽ quỳ gối dưới chân tôi cầu xin tha thứ. Diệp Bắc Minh rời khỏi Thanh Huyền Tông, bay nhanh về phía một sơn cốc. Khoảng chừng 10 phút sau, 10 tên Thánh Vương cùng đi theo từ Thanh Huyền Tông dừng lại giữa đầy trời bụi đất. Đù, sao tốc độ tên này nhanh vậy? Người đâu, sao không thấy nữa? Thế mà cũng mất dấu được, tên này dùng bí pháp gì? Bắt anh ta về xong nhất định phải hung hăng tra khảo một phen. Sắc mặt những Thánh Vương kia âm trầm. Một người trong đó chính là Bạch Chính Đức của Chấp Pháp Đường. Ai? Bỗng nhiên, đôi mắt Bạch Chính Đức đọng lại. Nhìn về một phương hướng nào đó. Những người khác cũng sôi nổi quay sang. Chỉ thấy, một người đeo mặt nạ màu đen, khoác nón rộng vành màu đen, khiêng lưỡi hái quỷ dị chậm rãi đi tới. Khoảnh khắc trông thấy người kia, trái tim mọi người không hẹn mà cùng khẽ run lên. Một lão giả Thánh Vương quát, mày là ai? Đứng lại cho tao, dám tiến lên một bước nữa chúng tao sẽ không khách sáo đâu. Người kia khẽ quát, tháp càn khôn chấn ngục, cho tôi sức mạnh. Bản tháp sớm đã không thể chờ được. Một lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Tay anh cầm thần ma liêm đao quét ngang. Phụt, lão giả Thánh Vương nói chuyện không hề có cơ hội phản ứng, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, đầu bay lên cao. Diệp Bắc Minh nở một nụ cười như tử thần, giết chóc, bắt đầu. Ngũ trưởng lão, nhìn thấy đầu người bay lên, tất cả mọi người có mặt kinh hãi kêu lên một tiếng. Trái tim sợ đến suýt nổ tung, ông ta là Thánh Vương hậu kỳ đó. Vậy mà ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Một Thánh Vương khác mặt biến sắc, mày là ai?
mà dám giết trưởng lão của Thanh Huyền Tông, nơi này cách Thanh Huyền Tông chưa đến trăm dặm. Diệp Bắc Minh dậm chân, mặt đất ầm ầm vang lên một tiếng. Trượt đến trước người kẻ này, chém ngang thần ma liêm đao trong tay. Muốn chết hả? Vị thánh vương này gầm thét lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh bảo đao, chém lên thần ma liêm đao. Khoảnh khắc hai bên đập vào nhau, bảo đao bị chém làm đôi. Phụt! Liền sau đó, vị thánh vương này chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Suýt! Đám người Bạch Chính Đức hít sâu một hơi lạnh, không nhịn được lùi lại. Còn chưa đến 10 giây, người trước mắt đã giết hai thánh vương. Anh bạn này, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Chúng tôi là trưởng lão của Thanh Huyền Tông, không có ác ý với cậu. Hai thánh vương toát mồ hôi lạnh, sượt 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 lùi lại. Soạt! Diệp Bắc Minh bước ra một bước, tốc độ nhanh đến không thể tin nổi, trong chớp mắt xuất hiện trước hai người. Thần ma liêm đao vô tình chém đứt cổ của hai người. Hai người cảnh giới thánh vương vẫn không có cơ hội phản kháng. Suýt! Đám người còn lại kinh hồn bạt vía. Bạch Chính Đức quát lên một tiếng, đi thôi, mau về Thanh Huyền Tông. Mọi người không hề do dự, quay người định bỏ chạy. A! À, một tiếng kêu thảm vang lên. Đám người không nhịn được quay đầu nhìn, sợ đến tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ thấy một vị thánh vương chạy chậm nhất bị đuổi kịp, thần ma liêm đao trực tiếp chém người này thành hai nửa. A! À, cứu tôi với! Đừng! Sau lưng không ngừng có tiếng kêu vang lên. Những trưởng lão nội môn thường ngày cao cao tại thượng, lúc này lại giống như con mồi bị người ta truy giết. Tốc độ của Bạch Chính Đức nhanh nhất, xông lên phía trước nhất. Tiếng kêu phía sau càng lúc càng ít dần, ông ta toát mồ hôi chán, không nhịn được quay đầu nhìn. Diệp Bắc Minh đã chỉ cách ông ta 3 mét. Giơ chân đạp một cái. Phập! Bạch Chính Đức bay đi như con chó chết, kinh mạch toàn thân đứt lìa toàn bộ. Bạch Chính Đức lật người, vẻ mặt kinh hãi, mày, rốt cuộc mày là ai? Giọng nói dưới mặt nạ vang lên, Bạch trưởng lão, vừa nãy ông còn muốn bắt tôi đến chấp pháp đường đấy. Sao thế? Không nhận ra tôi nữa à? Là mày. Làm sao có thể? Đồng tử của Bạch Chính Đức điên cuồng co lại, giống như gặp ma, Diệp Bắc Minh, mày làm sao có thể có thực lực giết Thánh Vương đỉnh phong? Mày mới là cảnh giới võ thần. Diệp Bắc Minh cười, ai nói tôi là võ thần? Tôi là sát thần. Thần ma liêm đao nhanh gọn dứt khoát chém xuống. Đầu người bay cao lên. Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu bỏ đi. 3 giây sau. Phập một tiếng bức bối, cái đầu của Bạch Chính Đức rơi ở chỗ không xa. Cái đầu của Bạch Chính Đức trừng to mắt, khuôn mặt già đầy vẻ khó mà tin được. Đến chết ông ta cũng không dám tin, mình lại chết trong tay một thợ săn. Thương hội thiên hạ ở thành Thanh Huyền. Trong khuê phòng của Tô Thanh Ca, một giọng nói vang lên, cô tìm tôi à? À, Tô Thanh Ca kinh hãi kêu một tiếng. Kinh ngạc phát hiện, trong khuê phòng có thêm một người. Diệp Bắc Minh đeo mặt nạ và mặc áo choàng. Tô Thanh Ca phản ứng lại, mau chóng nói, cậu Diệp, thật ngại quá. Vì tôi thực sự không biết liên lạc với cậu bằng cách nào, cho nên chỉ có thể nhỏ máu tươi lên ngọc bội. Diệp Bắc Minh không truy cứu việc này, nói đi, tìm tôi có việc gì. Đôi mắt Tô Thanh Ca lóe lên, cậu Diệp, 6 tỷ khối nguyên mà cậu cần, đã đủ rồi. Cô ta đưa qua một chiếc nhẫn chữ vật. Diệp Bắc Minh bất ngờ, nhanh vậy ư. Tô Thanh Ca cười xinh đẹp, chuyện của cậu Diệp, Thanh Ca vẫn luôn để trong lòng. Diệp Bắc Minh hỏi, tại sao giúp tôi như vậy? Tô Thanh Ca biết bất luận tìm lý do gì, cũng không bằng nói thật, hít sâu một hơi, phù. Thứ nhất, tôi tận mắt chứng kiến thực lực luyện đan của cậu, chỉ dựa vào thực lực luyện đan của cậu đã đủ đáng 10 tỷ khối nguyên rồi. Thứ hai, cậu Diệp đã cứu mạng Thanh Ca. Thứ ba, tôi muốn kết giao với cậu Diệp. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một chữ, ồ. Tô Thanh Ca vô cùng nghiêm túc, nhà họ Tô là một trong 10 gia tộc sáng lập Thanh Huyền Tông, nhưng thân phận của tôi rất khó xử. Vì cha của tôi không có quyền lợi gì ở nhà họ Tô, cho nên bản thân tôi cũng không thể nắm giữ được số phận của mình. Chắc chắn sẽ bị đưa đi liên hôn, hoặc là quản lý một vài sản nghiệp của gia tộc. Bây giờ tôi... Dừng! Diệp Bắc Minh trực tiếp ngắt lời Tô Thanh Ca, tôi không muốn nghe câu chuyện của cô. Giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Cô chỉ cần nói với tôi, cô muốn tôi giúp cô thế nào.
Tô Thanh Ca ngẩn người, đôi mắt tràn đầy thất vọng. Chỉ là giao dịch thôi sao? Xem ra cậu Diệp không hề có hứng thú với cô ta. Ngay cả câu chuyện của cô ta, cũng không muốn nghe. Được thôi. Tô Thanh Ca hơi thất vọng, tôi hy vọng, cậu Diệp có thể ra tay 10 lần vô điều kiện vì tôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, 3 lần. Tô Thanh Ca cắn răng, 5 lần. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, 3 lần, nếu cô còn ra điều kiện, thì thôi vậy. Tô Thanh Ca cắn môi đỏ, được, 3 lần thì 3 lần. Nhưng, 3 lần này, bất luận tôi yêu cầu cậu Diệp làm gì, cậu cũng phải giúp tôi hoàn thành. Đương nhiên, tôi sẽ không bảo cậu Diệp đi chết, hoặc là làm những việc trái với trái tim võ đạo. Giao dịch thành công. Diệp Bắc Minh ném lại mấy chữ, quay người bỏ đi. Rất nhiều đệ tử tập trung ở cổng núi Thanh Huyền Tông. Mấy chục thi thể không đầu nằm trên quảng trường trung tâm nhất. Đầu của họ được đặt ở bên cạnh, nét mặt vô cùng kinh hãi. Đám người Ô Đạo Nguyên, hình sư nhìn thi thể, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Là mấy người Bạch Trưởng Lão. Trời ơi, Bạch Trưởng Lão là Thánh Vương Đỉnh Phong, làm sao lại bị người khác chém đầu? Rốt cuộc là ai làm? Có thể giết được mười mấy người Bạch Trưởng Lão, hơn nữa chỉ cách Thanh Huyền Tông trăm dặm, ít nhất là người cấp thánh chủ ra tay phải không? Trong tiếng bàn tán xôn xao, đột nhiên, một giọng nói Bạch Trưởng Lão chẳng thân thiện vang lên, đây chẳng phải là Bạch Trưởng Lão sao? Sao mà chết không nhắm mắt vậy? Tất cả đệ tử có mặt ngẩn người. Ai mà to gan như vậy? Soạt, quay đầu nhìn, đồng tử của tất cả mọi người co lại. Diệp Cuồng Nhân. Là hắn. Đám đông nhường ra một lối đi. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến. Ô Đạo Nguyên bùng cơn lửa giận, nhìn chằm chằm anh, Diệp Bắc Minh, là mày. Mấy người Bạch Trưởng Lão chết trong tay mày phải không? Mười mấy trưởng lão chấp pháp đường có một nửa là người của nhà họ Ô. Trong một lúc tổn thất tám thánh vương, tổn thất trầm trọng. Trong lòng Ô Đạo Nguyên đang nhỏ máu. Diệp Bắc Minh cười, đúng thế. Là do tôi giết. Một võ thần nhỏ bé như tôi, một mình giết được mười mấy trưởng lão cảnh giới Thánh Vương. Hơn nữa tôi còn quay về lành lặn không tổn hại, Ô trưởng lão, ông nói đúng lắm. Ông là Thái Thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông, ông muốn giết thì cứ giết đi, tìm nhiều lý do thế làm gì. Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết. Ánh mắt của mọi người nhìn Ô Đạo Nguyên cũng thay đổi. Ô trưởng lão hơi quá đáng rồi. Ấy. Muốn đổ tội cho người khác, không lo thiếu chứng cớ. Tuy Diệp Cuồng Nhân rất ngông cuồng, nhưng hắn nói cũng có lý. Nhà họ Ô là gia tộc sáng lập của Thanh Huyền Tông, có lúc nào coi trọng cái mạng của đệ tử bình thường chúng ta chưa? Muốn giết chẳng phải chỉ cần một lý do sao? Thật khiến người ta lạnh lòng. Rất nhiều đệ tử lắc đầu. Hình sư cao mày, Ô huynh, có lẽ chuyện này không liên quan đến Diệp Bắc Minh. Dù sao, cậu ta nói cũng thực sự có lý. Cậu ta không thể nào một mình giết mười mấy thánh vương, hơn nữa không hề bị thương tổn, có lẽ có người khác. Sát ý trong mắt Ô Đạo Nguyên giảm đi mấy phần, hừ. Hình sư hạ lệnh, đưa thi thể của mấy người Bạch Trưởng Lão đi, chôn cất trang trọng. Vâng. Mấy đệ tử tiến lên. Lúc di chuyển thi thể của Bạch Chính Đức. Bốp một tiếng giòn tan, một hòn đá màu đen rơi xuống đất. Lưu ảnh thạch. Ánh mắt mọi người sững lai. Trên lưu ảnh thạch có phù văn đặc biệt, có thể ghi lại những hình ảnh mà người sở hữu nhìn thấy. Hình sư giơ tay lên, lưu ảnh thạch bay vào trong tay ông ta. Truyền chân nguyên vào trong lưu ảnh thạch. Bù! Không khí dao động, một hình ảnh lập thể xuất hiện. Một người đeo mặt nạ màu đen, mặc áo choàng màu đen cầm liêm đao quỷ dị điên cuồng chém giết. Trưởng lão cảnh giới Thánh Vương lại không hề có sức phản kháng trong tay kẻ này. Việc này, sau khi mọi người nhìn rõ hình ảnh, tất cả đều sợ ngây người. Hình sư nhìn sang Ô Đạo Nguyên, dùng chân nguyên truyền âm, xem ra đúng là không phải Diệp Bắc Minh. Tốc độ, sức mạnh của kẻ này hoàn toàn nghiền áp mấy người Bạch Chính Đức Thánh Vương Đỉnh Phong. Ít nhất là một kẻ cấp thánh chủ. Ô Đạo Nguyên cau chặt mày, rốt cuộc hắn là ai? Hình sư trầm mặc một lát, có lẽ là kẻ địch của Thanh Huyền Tông. Ô Đạo Nguyên cười lạnh lùng một tiếng, một luồng khí tức cường mạnh bùng phát ra, bất kể kẻ này là ai, nhất định phải tìm được hắn. Dám giết trưởng lão của Thanh Huyền Tông trên địa bàn của Thanh Huyền Tông, đúng là vô phá vô thiên. Truyền lệnh xuống dưới, vẻ
vẽ chân dung của kẻ này, truy nã hắn cho tôi. Hình sư gật đầu, chúng ta không biết họ tên của kẻ này, không dễ truy nã. Ánh mắt Ô Đạo Nguyên âm lạnh, đã như vậy, chúng ta đặt một biệt hiệu cho hắn. Hình sư nghi hoặc, biệt hiệu gì? Ô Đạo Nguyên nhìn chằm chằm bóng hình trong hình ảnh, vũ khí của hắn là liềm đao, chúng ta gọi hắn là kẻ cầm liềm. Kẻ cầm liềm. Trong lòng mọi người run lên. Ghi nhớ thật kỹ cái tên này vào trong đầu. Nguyệt Phong vào ban đêm. Diệp Bắc Minh đột ngột mở đôi mắt. Trong đầu vang lên giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ha ha ha, cậu nhóc, cuối cùng bản tháp đã hồi phục một phần ngàn thực lực rồi. Cảm ơn 10 tỷ khối nguyên của cậu. Đây chính là cảm giác hồi phục sức mạnh ư. Tốt quá rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, chúc mừng ông. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, cậu nhóc, tôi lại tìm khí thức của mẹ cậu và Tôn Thiến cho cậu. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. 10 phút sau, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, không tìm được vị trí khí thức cụ thể của bọn họ. Nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn, Tôn Thiến và mẹ cậu tuyệt đối an toàn. Diệp Bắc Minh thở nhẹ nhõm, cảm ơn. Không có gì. Diệp Bắc Minh chuyển giọng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, với năng lực hiện giờ của ông, có thể xác định vị trí của người thân cận nhất với Ô Đạo Nguyên không? Đương nhiên là được. Tìm bọn họ đi. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh sầm xuống, lão già đó khiến tôi rất không vui, chẳng phải nhà họ Ô truy giết mẹ tôi sao? Đã như vậy, đêm nay cho họ hưởng thụ cảm giác bị truy giết. Được. Một lát sau. Tìm được rồi. Ô Bắc Hiên, con trai nhỏ của Ô Đạo Nguyên, bẩm sinh kinh mạch đã phế, không thể tập võ. Được gọi là cậu ấm lớn nhất nhà họ Ô, cả ngày ăn chơi trong Thanh Lâu Ký Viện. Ô Hạo Minh, con trai thứ của Ô Đạo Nguyên, năm nay 175 tuổi, thiên tài hàng đầu đứng thứ 68 bảng xếp hạng Thanh Huyền. Ô Khải Đông, con trai trưởng của Ô Đạo Nguyên, năm nay 630 tuổi, hiện giờ là gia chủ nhà họ Ô. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, Ô Đạo Nguyên, cho ông niềm vui bất ngờ ngay đây. Sâu trong Thanh Huyền Tông, Ô Hạo Minh ngồi khoanh hai chân vận khí trong đại điện. Đột nhiên, một luồng sát ý băng lạnh ập đến. Ô Hạo Minh mở đôi mắt, nhìn sang cửa đại điện, ai đấy? Chẳng lẽ không biết nơi này không được tùy tiện ra vào sao? Phập, cửa điện ầm ầm nổ tung, một bóng người cầm liêm đao đi đến. Ô Hạo Minh biến sắc, kẻ cầm liềm. Lôi ảnh trùng trùng. Tia sáng lạnh lóe lên. Ô Hạo Minh ôm chặt cái cổ của mình, mày, làm sao có thể, nhanh như vậy. Đầu lệch sang một bên, trực tiếp rơi xuống đất. Trong một thanh lâu xa hoa nhất của thành Thanh Huyền. Các loại phụ nữ tuyệt sắc điên cuồng nhảy múa trên sân khấu. Lão bảo chỉ về hướng tầng 2, tất cả chi phí tối nay, do Ô công tử thanh toán. Cảm ơn Ô công tử. Các vị khách trong thanh lâu nhảy lên điên cuồng. Đột nhiên. Tầng 2 vang lên tiếng kêu thảm. Liền sau đó. Một cái đầu người bay ra, rơi trên sân khấu chính giữa nhất thanh lâu. Chính là đầu của Ô Bắc Hiên. Thương hội nhà họ Ô ở Thanh Huyền Tông. Trong đại sảnh hội nghị. Ô Khải Đông đang họp với một đám người. Gia chủ, đây là sổ sách thu nhập quý này của nhà họ Ô, mời ngài xem. Gia chủ, nhà họ Vương cho người đến đề nghị kết thân với Ngũ tiểu thư, chúng ta có đồng ý liên hôn với nhà họ Vương không? Gia chủ, lão tổ phát lệnh truy nã, cho nhà họ Ô truy nã một người gọi là kẻ cầm liềm, một người đàn ông trung niên đi đến, mở một bức tranh chân dung. Người đàn ông trên bức tranh đeo mặt nạ màu đen, mặc chiếc áo choàng màu đen. Tay cầm một thanh liềm đao cực kỳ quỷ dị. Mọi người chỉ nhìn bức chân dung một cái. Đã cảm thấy một luồng ý chết chóc băng lạnh ập đến. Liền sau đó, một tiếng vang lớn, chân nhà của đại sảnh phòng họp ầm ầm nổ tung, xuất hiện một cái lỗ vô cùng lớn. Có chuyện gì vậy? Mọi người kinh hãi, đều ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng trên trần nhà. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn, đồng tử điên cuồng co lại. Kẻ cầm liềm. Liền sau đó, một cây liềm đao màu đen quét đến, mấy chục đầu người bay cao. Nửa đêm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lão tổ, xảy ra chuyện lớn rồi. Ô Đạo Nguyên mở mắt, nhìn ra cửa lớn phòng ngủ, có chuyện gì? Vào đi. Ba người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào, thục một tiếng quỳ xuống đất. Kinh sợ nói ra chuyện Ô Hạo Minh,
Ô Bắc Hiên, Ô Khải Đông đã chết. Cái gì? Hạo Minh chết rồi. Bắc Hiên chết rồi. Khải Đông cũng chết rồi. Sau khi Ô Đạo Nguyên được biết tin này, khuôn mặt già hung dữ, tức đến phun ra máu tươi, ông nói cái gì? Ba người con trai của tôi, mẹ kiếp, ba người con trai của tôi đều chết rồi. Là ai làm, mẹ kiếp, rốt cuộc là ai làm? Phập, ông ta đạp bay người đến báo tin, điên cuồng gào thét, nói đi. Ô Đạo Nguyên điên rồi. Sắp phát điên thật rồi. Một người đàn ông trung niên khác sợ đến quỳ dưới đất, lão tổ, có người nhìn thấy, có một người đàn ông mặc áo choàng màu đen, rời khỏi thanh lâu. Rất có khả năng là, kẻ cầm liềm. Kẻ cầm liềm, a, a, a. Ô Đạo Nguyên tức đến miệng phun ra máu tươi, mái tóc trắng xám lập tức thành trắng tinh. Xương cốt toàn thân ông ta phát ra tiếng lốp bốp, đập một chưởng lên chiếc bàn gỗ đàn hương, truyền lệnh truy nã xuống dưới cho tôi, nhà họ Ô bỏ ra 10 tỷ khối nguyên. Truy nã kẻ cầm liềm cho tôi. Ô Đạo Nguyên, tao không cần biết mày là ai, bắt đầu từ bây giờ, tao và mày không chết không thôi. Giọng của Ô Đạo Nguyên như sét đánh, nổ vang trong lòng tất cả mọi người. Buổi tối cùng ngày, lệnh truy nã của nhà họ Ô truyền khắp cả phạm vi thế lực của Thanh Huyền Tông. Gia chủ của nhà họ Ô bị giết rồi. Ô Hạo Minh, thiên tài tuyệt thế của nhà họ Ô chết trong Thanh Huyền Tông. Ô Bắc Hiên, cậu ấm đệ nhất nhà họ Ô bị người ta chém đầu ở Thanh Lâu. Trời ơi! Kẻ cầm liềm này là ai? Lại dám chọc vào nhà họ Ô? Cả thành Thanh Huyền chấn động. Những người nghe được tin này, không ai không chấn hãi. Nhà họ Ô. Đó là nhà họ Ô đấy. Gia tộc truyền thừa hơn triệu năm, nhân vật lớn tuyệt đối. Tô Thanh Ca nhìn lệnh truy nã trong tay, bức chân dung bên trên khiến cơ thể cô ta run lên, Diệp, là, Diệp. Bên tai vang lên một giọng nói chấn kinh, tiểu thư, đó chẳng phải là cậu Diệp từng tới đây mấy lần sao? Tô Thanh Ca quay đầu, con người của nha hoàn điên cuồng co lại. Tiểu Mai, cô vào đây từ lúc nào? Tô Thanh Ca thu lại lệnh truy nã. Tiểu thư, tôi vừa mới vào. Khuôn mặt Tiểu Mai trắng bệch, toàn thân đang run rẩy. Cậu ta, cậu Diệp đã giết gia chủ của nhà họ Ô. Con trai út mà lão tổ nhà họ Ô yêu thương nhất, và cả thiên tài nhà họ Ô cũng bị cậu ta giết. Tô Thanh Ca cau mày, Tiểu Mai, chuyện này không được phép nói ra ngoài. Tiểu Mai kinh ngạc, tiểu thư, chẳng lẽ cô muốn? Tô Thanh Ca lắc đầu, cậu Diệp có ơn với tôi không thể nào bán đứng cậu ta. Tiểu Mai, từ nhỏ cô đã lớn lên cùng tôi. Trước nay tôi chưa từng coi cô là người ngoài, chuyện này, cô nhất định không được nói ra ngoài. Đôi mắt Tiểu Mai lóe lên, ngẩn ngơ gật đầu, được, tiểu thư, tôi biết rồi. Tô Thanh Ca nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bảo Tiểu Mai tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Sau khi Tiểu Mai đồng ý, bèn ra khỏi phòng. Nửa tiếng sau, Tiểu Mai xuất hiện trong một phủ đệ hoa lệ của thành Thanh Huyền. Tô Tuyết Hồng nghe xong lời kể của Tiểu Mai, sắc mặt biến ảo bất định, cô nói cái gì? Tô Thanh Ca quen biết kẻ cầm liềm đó. Tiểu Mai, cô mau nói xem rốt cuộc chuyện là thế nào. Đôi mắt Tiểu Mai lóe lên, cười giảo hoạt nói, nhị tiểu thư, tôi và Tô Thanh Ca tình như chị em. Cô muốn tôi bán đứng cô ấy, chẳng lẽ một câu nói là được sao? Tô Tuyết Hồng hiểu ý của Tiểu Mai. Cười đầy ý sâu xa, Tô Thanh Ca không thể tập võ, chẳng lẽ chẳng phải là do cô hạ độc sao? Cô và Tô Thanh Ca tình như chị em. Tiểu Mai cau mày, nhị tiểu thư, cô nói như vậy có ý gì? Năm đó nếu không phải cô bảo tôi hạ độc, Tô Thanh Ca sẽ trở thành một phế nhân sao? Cô ta vốn có thiên phú tu võ hoàn hảo, nếu mấy người lão tổ biết chuyện này là do cô làm, thì sẽ xử lý cô thế nào đây? Sắc mặt Tô Tuyết Hồng sầm xuống. Một luồng áp lực cường mạnh bỗng ập đến. Thụp, Tiểu Mai bị ép quỳ dưới đất, khóe miệng nhỏ ra máu tươi. Cô đang uy hiếp tôi. Tô Tuyết Hồng lạnh lùng lên tiếng. Tiểu Mai cười, răng dính đầy máu tươi, nhị tiểu thư, tôi chỉ nói sự thực thôi. Sao lại gọi là uy hiếp cô chứ? Thực lực võ đạo của cô cao cường, đương nhiên có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Nhưng Tiểu Mai cười vô cùng âm lạnh. Tôi sớm đã âm thầm sắp xếp người rồi, chỉ cần 3 ngày tôi không xuất hiện. Người đó sẽ đưa tất cả chứng cứ đến tay lão tổ. Tiểu Mai lạnh lùng nhìn Tô Tuyết Hồng, cho nên, nhị tiểu thư, cô nhất định phải cầu nguyện cho tôi sống thật tốt đấy. Cái gì,
Cô, khuôn mặt Tô Tuyết Hồng biến sắc. Gia tộc lớn kiêng kỵ nhất chính là đấu đá nội bộ. Nếu lão tổ biết cô ta khiến Tô Thanh Ca thành phế nhân, nhất định sẽ không tha cho cô ta. Liền sau đó, Tô Tuyết Hồng lật mặt như lật sách, sải bước lên trước đỡ Tiểu Mai đứng lên, Tiểu Mai à, tôi đùa với cô đấy. Tiểu Mai cười thú vị, nhị tiểu thư, tôi cũng đùa với cô thôi. Nụ cười của Tô Tuyết Hồng cứng đờ, nói đi, rốt cuộc cô muốn gì? Tiểu Mai bình tĩnh lên tiếng, lệnh truy nã của nhà họ Ô treo thưởng 10 tỷ khối nguyên để bắt Diệp Phong. Đương nhiên nhà họ Ô không biết kẻ cầm liềm chính là Diệp Phong. Chỉ cần nhị tiểu thư thông báo cho nhà họ Ô, chắc chắn có thể có được 10 tỷ khối nguyên. Con người tôi không hề tham lam, tôi cần 1 tỷ khối nguyên. Tô Tuyết Hồng nhìn Tiểu Mai, sâu trong đôi mắt lóe lên sát ý không dễ phát giác, cô đúng là không hề tham lam, 1 tỷ, không nhiều. Có điều, sau khi nhà họ Ô phát lệnh truy nã, chắc chắn Diệp Phong sẽ trốn đi. Cho dù tôi đi thông báo cho nhà họ Ô, cũng không bắt được Diệp Phong đó. Tiểu Mai khẽ lắc đầu, việc này không phiền nhị tiểu thứ bận tâm. Giữa Tô Thanh Ca và Diệp Phong có giao ước, vừa hay tôi đã nghe được. Diệp Phong sẽ ra tay giúp Tô Thanh Ca vô điều kiện 3 lần, giữa bọn họ liên lạc bằng một miếng ngọc. Chỉ cần cô nói cho nhà họ Ô chuyện này, còn lo Diệp Phong không lộ mặt sao? Diệp Bắc Minh vừa về đến Thanh Huyền Tông, một đám người đi đến. Một cô gái trong đó kinh ngạc, cậu Diệp, sao cậu lại ở đây? Diệp Bắc Minh dừng bước chân, tôi là đệ tử của Thanh Huyền Tông, cô Tiêu, cô cũng gia nhập Thanh Huyền Tông ư. Cô gái trước mặt không phải ai khác, chính là Tiêu Dung Phi. Tiêu Dung Phi cười xinh đẹp, tổ tiên nhà họ Tiêu và Thanh Huyền Tông có chút quan hệ, đã cho nhà họ Tiêu mấy suất đệ tử. Bố và mẹ cảm thấy thiên phú của tôi không tệ, cho nên cho tôi cơ hội này. Diệp Bắc Minh gật đầu, thì ra là vậy, tôi còn có việc, đi trước đây. Được. Tiêu Dung Phi khẽ gật đầu. Diệp Bắc Minh vừa mới đi, một đám đệ tử bên cạnh không nhìn được hỏi, Tiêu sư muội, cô quen biết Diệp Cuồng Nhân này ư? Diệp Cuồng Nhân? Tiêu Dung Phi ngẩn người. Hôm nay cô ta vừa đến Thanh Huyền Tông, cho nên vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một nữ đệ tử bên cạnh mặt đầy ngưỡng mộ, trời ơi, ngay cả Diệp Cuồng Nhân mà cô cũng không biết, vậy tôi phải kể hết cho cô. Ngày đầu tiên Diệp Cuồng Nhân đến Thanh Huyền Tông, thì đã giết Ô Tử Tuấn trước mặt hàng triệu người. Sau đó lại phế Ô Lục, anh trai của Ô Tử Tuấn, trên đài võ đạo, đã giết Hình Cổ, xếp thứ 97 bảng xếp hạng Thanh Huyền. Chém giết trưởng lão của tông môn trước mặt nhiều người cũng thôi đi, lại còn dám phản kháng chấp pháp của chấp pháp đường. Đáng sợ hơn là, Diệp Cuồng Nhân đã chửi lão tổ nhà họ Ô một trận trước mặt mấy chục ngàn đệ tử. Lão tổ nhà họ Ô là thái thượng trưởng lão lại không làm gì được anh ta. Nghe xong lời kể của nữ đệ tử này, Tiêu Dung Phi ngẩn người đứng tại chỗ. Hơi há cái miệng nhỏ. Trong lòng sớm đã nổi lên làn sóng kinh hãi. Tiêu Dung Phi lẩm bẩm, rời khỏi Côn Luân Hư rồi mà anh ta vẫn có thể ngông cuồng như vậy. Tại sao? Côn Luân Hư cái gì? Mọi người nghi hoặc. Tiêu Dung Phi trả lời theo bản năng, anh ta đến từ Côn Luân Hư, là chủ của Côn Luân Hư chúng tôi. Côn Luân Hư. Đôi mắt của mấy đệ tử trong đám đông nghiêm lại, mau chóng bỏ đi. Về đến Nguyệt Phong, Diệp Bắc Minh trực tiếp đi thăm mấy sư tỷ. Bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng cao ngạo, Đạm Đài Yêu Yêu, cô có tư cách từ chối hả? Bây giờ là cô may mắn, có thể trở về gia tộc Đạm Đài. Chứ không phải cô có muốn quay về hay không, hiểu không? Chúng tôi bảo cô quay về, cô đi theo là được rồi, hiểu không? Cô không có tư cách. Không có năng lực, cũng không có khả năng từ chối. Hiểu không? Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống. Đẩy cửa đi vào. Mấy vị sư tỷ đều có mặt. Ngoài trừ bọn họ, hai thanh niên một nam một nữ khác cũng quay đầu nhìn. Hai người đều là Thánh Vương Trung Kỳ. Đạm Đài Yêu Yêu cắn môi đỏ, đứng ở vị trí chính giữa đại sảnh cúi đầu. Diệp Bắc Minh nghi hoặc Tiểu Yêu tỷ tỷ, sao thế? Đạm Đài Yêu Yêu quay đầu. Trong đôi mắt đầy nước mắt, không, không sao. Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng phát ra một luồng ý lạnh như băng, bọn họ ức hiếp tỷ à. Cậu nhóc, cậu là ai? Người đàn ông trẻ đó nhìn qua, liền bật cười, ha ha ha, cảnh giới võ thần. Muốn dọa chết người hả? Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn đến người này,
tiến lên lau nước mắt cho Đạm Đài Yêu Yêu, "Tiểu Yêu tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?" Đạm Đài Yêu Yêu không muốn nói nhiều. "Ngũ sư tỷ, có chuyện gì?" Diệp Bắc Minh nhìn sang Khương Tử Cơ. Trong đôi mắt Khương Tử Cơ lóe lên vẻ lo lắng, chỉ vào người đàn ông đó, anh ta tên là Đạm Đài Trần, cô gái đó tên là Đạm Đài Lâm, bọn họ tự xưng đến từ gia tộc Đạm Đài. "Gia tộc Đạm Đài?" Diệp Bắc Minh cau mày. Đạm Đài Trần cười chế nhạo, "Gia tộc Đạm Đài, gia tộc thượng cổ, làm sao? Hiểu biết nông cạn quá rồi đấy, chưa từng nghe nói sao?" "Ây, cũng phải, một võ thần nhỏ bé như cậu, làm sao có thể nghe nói đến gia tộc Đạm Đài chứ?" Đạm Đài Lâm cau mày, "Đạm Đài Trần, chúng ta đến để đưa Đạm Đài Yêu Yêu về, đừng gây chuyện." Đạm Đài Trần tỏ vẻ mặt khinh bỉ, "Một võ thần thôi, tôi nói chuyện với hắn đã là cho hắn thể diện rồi." Diệp Bắc Minh tiếp tục hỏi, "Ngũ sư tỷ, bọn họ đến đây có mục đích gì?" Khương Tử Cơ giải thích, "Bọn họ nói Lục sư muội là người của gia tộc Đạm Đài, trước đây lưu lạc bên ngoài, bây giờ phải quay về gia tộc." Diệp Bắc Minh nhìn sang Đạm Đài Yêu Yêu, "Tiểu Yêu tỷ tỷ, tỷ muốn quay về không?" Đạm Đài Yêu Yêu lắc đầu, vốn không muốn quay về gia tộc Đạm Đài. Từ nhỏ cô ấy là trẻ mồ côi, vẫn luôn lưu lạc bên ngoài. Sau khi được Diệp Thanh Lam cứu, bèn đến Côn Luân Hư học võ. Cô ấy không hề có ấn tượng gì với gia tộc Đạm Đài này. Đạm Đài Trần cười lạnh lùng một tiếng, "Cô không có tư cách không muốn, hiểu không?" Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, mang theo khí tức kinh thiên động địa, lập tức đến trước người Đạm Đài Trần, tát một cái qua. Phập, Đạm Đài Trần lại bị đánh bay đi, cảnh này khiến tất cả mọi người chấn kinh. Đạm Đài Lâm nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, chẳng phải khí tức của anh ta mới là cảnh giới võ thần sao? Làm sao có thể? Diệp Bắc Minh nhìn Đạm Đài Trần bò dưới đất như chó chết, các người vứt bỏ Tiểu Yêu tỷ tỷ, một mình tỷ ấy lưu lạc bên ngoài. Nếu muốn để tỷ ấy quay về gia tộc, thì bảo tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài đến quỳ xuống cầu xin cô ấy quay về, hiểu không? Đạm Đài Trần ôm mặt, gào thét như chó điên, "Mày dám đánh tao? Mày dám?" Bốp! Tiếng vang giòn tan thứ hai vang lên. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, "Gia tộc thượng cổ thì là cái thá gì? Tao muốn đánh mày thì đánh, hiểu không? Mày!" Đạm Đài Trần tức giận công tâm. Bốp! Cái tát thứ ba giáng xuống. Cắt ngang lời Đạm Đài Trần. "Mày cái gì mà mày? Đừng ra vẻ trước mặt tao, hiểu không?" Bốp! "Tiểu Yêu tỷ tỷ không muốn quay về gia tộc Đạm Đài, các người không thể cưỡng ép tỷ ấy, hiểu không?" Bốp! "Còn mày, lúc nói chuyện với tao, tốt nhất là khách sáo một chút, hiểu không?" Bốp! "Tôi tạm thời không muốn nói cái gì, hiểu chưa?" Diệp Bắc Minh liên tiếp tát mấy lần, khuôn mặt Đạm Đài Trần sưng lên như đầu heo. "Tiểu sư đệ!" Mấy người Khương Tử Cơ, Lục Tuyết Kỳ, Vương Như Yên, Liễu Như Khanh kinh ngạc há miệng. Đạm Đài Lâm hít sâu một hơi, quên phản ứng. Cô ta nhìn thấy gì? Một tên võ thần đang đánh tơi bời Thánh Vương. Trời ạ! Thế giới này quá điên cuồng! Tên này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Đạm Đài Yêu Yêu vội vàng ngăn cản, "Tiểu sư đệ, đừng làm loạn, bọn họ là người của gia tộc thượng cổ." Diệp Bắc Minh coi thường, "Gia tộc thượng cổ thì sao chứ? Bọn họ dám bắt nạt chị, dù có là cậu ông trời em cũng đánh như thường." Vương Như Yên giơ ngón tay cái lên, "Tiểu sư đệ khí phách." Trong lòng Đạm Đài Yêu Yêu xúc động. "A!" Đạm Đài Trần xấu hổ và giận dữ muốn chết, gã ta che lại khuôn mặt như đầu heo, trong mắt tràn ngập tơ máu, "Thằng kia, bố mày không để yên cho mày đâu." "Cút!" Diệp Bắc Minh túm lấy bả vai Đạm Đài Trần, trực tiếp ném gã ta ra khỏi sảnh lớn. Con người Đạm Đài Lâm khẽ co rụt, nhìn thật sâu Diệp Bắc Minh, "Cậu!" Diệp Bắc Minh quét một ánh mắt lạnh như băng qua, cô cũng muốn bị đánh. Đạm Đài Lâm vô thức lui lại một bước. Người này tuyệt đối không phải võ thần, chắc chắn anh ta đã dùng biện pháp đặc biệt nào đó che giấu cảnh giới. Đạm Đài Lâm nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, hít sâu một hơi, "Có đôi lời liên quan tới bố mẹ Đạm Đài Yêu Yêu, cậu xác định không cho tôi nói?" Diệp Bắc Minh sững sờ, quay đầu nhìn Đạm Đài Yêu Yêu. Thực rõ ràng, thân thể mềm mại của Đạm Đài Yêu Yêu khẽ run rẩy. "Bố mẹ!" Xưng hô vừa xa lạ vừa quen thuộc nhường nào, nhưng cô ấy chưa từng gặp mặt họ. Đạm Đài Lâm bình tĩnh nói tiếp, "Yêu Yêu,
Năm đó bố mẹ cô dẫn cô ra ngoài, gặp phải kẻ thù đánh úp bất ngờ, cho nên mới đặt cô ở một nơi an toàn. Chính bọn họ dẫn kẻ thù đi. Nhưng khi họ trở về chỗ đã giấu cô đi, cô đã biến mất không thấy. Suốt mấy năm nay, bố mẹ cô vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô. Hiện tại họ đang bị bệnh nặng, thời gian không còn nhiều lắm. Gia tộc đã tiêu phí một cái giá rất lớn mới tính được vị trí của cô, nên chúng tôi đến mang cô về nhà. Về phần cô, có muốn đi theo chúng tôi hay không, hoàn toàn do cô lựa chọn. Đạm Đài Lâm lại nhìn Diệp Bắc Minh, lời tôi muốn nói đều nói xong rồi, tôi cho cô thời gian 3 ngày suy nghĩ. Nếu cô muốn quay về gia tộc Đạm Đài, có thể dùng thứ này liên lạc với tôi. Trong vòng 3 ngày, nếu tôi không nhận được thông tin gì, chúng tôi sẽ trở về gia tộc Đạm Đài. Đạm Đài Lâm ném cho Đạm Đài Yêu Yêu một cái ngọc bội khắc đầy phù văn, dùng nó liên hệ với chúng tôi, xin từ biệt. Cô ta nhanh chóng đi khỏi đây. Đạm Đài Yêu Yêu ngẩn ra. Một đoạn ký ức phủ đầy bụi tràn vào trong đầu. Một lát sau, cô ấy rơi lệ đầy mặt, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ lại tất cả rồi. Năm ấy tôi mới 4 năm tuổi, đi theo bố mẹ tôi ra ngoài, gặp phải mai phục. Bố bảo tôi trốn trong một hốc cây, tôi trốn suốt 3 ngày 3 đêm, thật sự là quá đói nên. Diệp Bắc Minh tiến lên an ủi, chị Tiểu Yêu, đây không phải là lỗi của chị. Đạm Đài Yêu Yêu ôm đầu, vọt thẳng vào trong phòng, xin lỗi, mọi người hãy để tôi một mình một lúc. Mấy người Diệp Bắc Minh nhìn nhau. Khương Tử Cơ thở dài, hầy, để cô ấy yên tĩnh một chút đi. Bù! Bỗng nhiên Diệp Bắc Minh nhướng mày, anh cảm nhận được khí huyết đang chấn động. Tô Thanh Ca! Diệp Bắc Minh âm thầm lắc đầu, gặp phải phiền toái sao? Nếu đã đồng ý với Tô Thanh Ca, không điều kiện ra tay giúp cô ta 3 lần. Diệp Bắc Minh tất nhiên không thể nuốt lời. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, xác định vị trí Tô Thanh Ca cho tôi. Được! Biết được vị trí của Tô Thanh Ca, Diệp Bắc Minh để lại một câu, mấy vị sư tỷ. Làm phiền mọi người chăm sóc cho chị Tiểu Yêu. Em có chút chuyện phải đi xử lý, đi trước. Nửa giờ sau, bên ngoài thành Thanh Huyền, Diệp Bắc Minh bước đến gần cổng lớn của một tòa trang viên xa hoa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đột nhiên lên tiếng, nhóc, có bẫy. Bên trong tòa trang viên này có rất nhiều cao thủ võ đạo, 30 mấy thánh vương đỉnh phong. Có hơn 100 tên thánh cảnh. Còn có 2 tên cấp bậc thánh chủ. Là đám Ô Đạo Nguyên. Hình sư. Diệp Bắc Minh nhíu mày, Tô Thanh Ca bán đứng tôi. Sau khi Đạm Đài Trần và Đạm Đài Lâm rời khỏi Thanh Huyền Tông. Đạm Đài Trần thoa thuốc mỡ lên mặt, đã bớt sưng hơn khá nhiều, thù này không báo, tôi thể không làm người. Ai bảo cậu gây rắc rối? Đạm Đài Lâm cau mày, tôi sớm đã nhắc nhở cậu rồi, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Mặc dù chúng ta đến từ gia tộc thượng cổ, nhưng cũng không phải vô địch. Cậu nói xem, cậu ngang ngược như vậy để làm gì? Biết điều một chút, có lòng dạ một xíu không tốt hơn sao? Đạm Đài Trần đấm nát một tảng đá, ai biết tên kia lại giấu giếm cảnh giới chứ? Đạm Đài Lâm nhìn tảng đá lớn đã vỡ vụn, Đạm Đài Trần, cậu bớt phóng túng chút lại cho tôi. Thông qua bói toán, gia tộc đã xác định Đạm Đài Yêu Yêu chính là một trong thập đại thiên nữ. Giữa các gia tộc thượng cổ từ xa xưa đã có tiên đoán. Thập đại thiên nữ ngưng tụ vô thượng khí vận của đại lục chân võ. Đạm Đài Trần nghi hoặc, thế chín thiên nữ còn lại ở đâu? Đạm Đài Lâm lắc đầu, có được một vị thiên nữ đã rất khó lường, cậu còn muốn tìm 9 người còn lại. Nếu đã chắc chắn thân phận thập đại thiên nữ của Đạm Đài Yêu Yêu, chúng ta nhất định phải mang cô ấy về. Đạm Đài Trần nhìn cô ta, cho nên, cô bịa ra một câu chuyện giả lừa gạt Đạm Đài Yêu Yêu. Bố mẹ cô ấy vi phạm tộc quy. Sớm đã bị nhốt vào tử lao. Đạm Đài Lâm tự tin nở nụ cười, tôi không hề lừa cô ấy, tôi chỉ nói là bố mẹ của cô ấy vẫn còn sống mà thôi. Còn về chuyện nhốt trong tử lao, chỉ là tôi không nói mà thôi. Đạm Đài Trần nhìn chằm chằm Đạm Đài Lâm, sao cô chắc chắn Đạm Đài Yêu Yêu sẽ liên lạc với cô? Chắc chắn sẽ. Đạm Đài Lâm nhếch miệng, tình thân vĩnh viễn là kỹ năng tất sát. Đặc biệt là những cô gái từ nhỏ thất lạc. Khát vọng tình yêu của bố mẹ. Tôi đánh cuộc, không đến 3 ngày, nhiều nhất là 1 ngày. Cô ấy sẽ tự đi đến trước mặt tôi, cầu xin tôi dẫn cô ấy về gia tộc Đạm Đài. Cùng lúc đó, trong trang viên của Tô Tuyết Hồng, Tô Thanh Ca bị trói trên ghế,
gương mặt xinh đẹp trắng bệch tới cực hạn. Một cái ngọc bội đặt trên mặt bàn trước mặt, dính đầy máu tươi của Tô Thanh Ca. Hai người Tiểu Mai và Tô Tuyết Hồng đứng trước mặt Tô Thanh Ca. Trong đôi mắt của Tô Thanh Ca tràn ngập thất vọng, Tiểu Mai, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, rốt cuộc tôi có lỗi với cô ở điểm nào? Tôi coi cô như chị em ruột, có thứ gì tốt mà tôi không cho cô? Tại sao cô lại phản bội tôi? Tiểu Mai nghiền ngẫm cười đáp, tiểu thư, cái gì là phản bội chứ? Đừng nói khó nghe như vậy, cái này là người leo lên chỗ cao. Tôi ở bên cạnh cô hầu hạ 20 mấy năm, cuối cùng cũng chỉ là một con ở. Nhan sắc Giang Hàn Mai tôi đâu có kém. So sánh với cô, bất luận là lòng dạ, thủ đoạn, trung thành, trí thông minh của tôi đều cao hơn cô nhiều. Dựa vào cái gì cô là tiểu thư, mà tôi chỉ là một con ở. Giang Hàn Mai ghen tị nhìn chằm chằm Tô Thanh Ca, chẳng lẽ chỉ vì bố cô có được huyết thống của nhà họ Tô. Nhưng mẹ cô cũng giống tôi, cũng là từ một con ở bò lên. Máu chảy trong cơ thể cô cũng chẳng cao quý hơn tôi là bao. Tất cả những gì cô có được ngày hôm nay, đều chỉ bởi vì cô đầu thai tốt. Dựa vào đâu tôi phải hầu hạ cô mỗi ngày, mà không phải cô hầu hạ tôi. Giang Hàn Mai đi tới, nắm lấy cằm Tô Thanh Ca, từ hôm nay trở đi, bà đây không hầu hạ nữa. Tô Thanh Ca tức giận, thân thể mềm mại run rẩy, cô không biết xấu hổ. Ha ha ha, Giang Hàn Mai trơ cháo cười ra tiếng, đúng vậy, không biết xấu hổ thì thế nào. Chỉ cần có lợi, tôi không biết xấu hổ chút thì sao hả? Hả, cô nói xem, tôi không biết xấu hổ thì cô có thể làm gì tôi nào? Tiểu thư của tôi ơi! Giang Hàn Mai vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Thanh Ca. Tô Thanh Ca cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Giang Hàn Mai, cô sẽ gặp quả báo. Cô ta bỗng nhiên vùng dậy, đâm về phía bụng Giang Hàn Mai. Giang Hàn Mai chật vật té ngã trên đất. Tô Tuyết Hồng ngồi một bên, chậm rãi uống trà, chó cắn chó. Giang Hàn Mai đứng lên, vọt thẳng đến trước mặt Tô Thanh Ca, con đĩ, mày dám va vào tao. Mày tưởng rằng mày vẫn là tiểu thư lá ngọc cành vàng sao? Mày đi chết cho tao đi. Vừa dứt lời, Giang Hàn Mai lấy ra một cái dao găm, hung hăng rạch xuống khuôn mặt Tô Thanh Ca. Xoẹt! Da chóc thịt bong! Á! Tô Thanh Ca đau đớn, kêu lên thảm thiết, máu tươi nóng bỏng chảy dọc theo gương mặt. Tô Tuyết Hồng xem trò vui không chê chuyện lớn, không ngừng vỗ tay, hay, hay lắm. Tiếp tục, Tiểu Mai mau tiếp tục. Hôm nay tôi chống lưng cho cô, dù cô có đùa chết Tô Thanh Ca thì tôi cũng bảo đảm nhà họ Tô sẽ không biết chuyện này. Nghe thấy lời này, trong mắt Giang Hàn Mai lóe lên sát ý lạnh như băng. Cô ả cầm dao găm lên, trực tiếp đâm vào cổ tay Tô Thanh Ca. Gân tay lập tức bị cắt đứt. A! À, đau nhức kịch liệt khiến gương mặt xinh đẹp dính đầy máu tươi của Tô Thanh Ca vặn vẹo. Giang Hàn Mai, mày dám giết tao, Tô Thanh Ca tao làm quỷ cũng không bỏ qua cho mày. Mày còn mạnh miệng. Giang Hàn Mai cười lạnh, chủy thủ đâm vào trong đùi Tô Thanh Ca. Phụt! Chính xác cắt đứt gân chân của Tô Thanh Ca. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Tô Thanh Ca, Giang Hàn Mai vô cùng hưng phấn, con đĩ, mày kêu đi, mày tiếp tục kêu đi. Mày biết không, mỗi ngày lúc hầu hạ mày, tao buồn nôn muốn chết. Nhưng tao vẫn phải giả bộ thành chị em tốt của mày, ngày ngày hầu hạ mày ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ. Dựa vào cái gì chứ? Dao găm trong tay Giang Hàn Mai lại lần nữa rơi xuống. Cắt đứt gân tay gân chân còn lại của Tô Thanh Ca. Tô Thanh Ca nằm trên mặt đất, đau đến toàn thân run rẩy. Giang Hàn Mai, mày thật đúng là lòng lang dạ sói. Tô Tuyết Hồng mỉm cười, Thanh Ca à, cô vẫn không hiểu à? Có vài lời nói thế nào ấy nhỉ? Ơn lớn tức thù lớn. Cô đối xử với Tiểu Mai tốt như vậy, cô à đâu có nhớ kỹ lòng tốt của cô đâu. Giang Hàn Mai cười gật đầu, Tam Tiểu Thư nói rất đúng, ai bảo mày đối xử với tao tốt như vậy? Mày đối xử với tao tồi chút không được sao? Mỗi lần mày đối xử tốt với tao, cái bản mặt mày thật khiến người ta buồn nôn. Giang Hàn Mai mày hèn hạ thật đấy, loại người có tâm tính như mày đáng đời làm con ở cả đời. Tô Thanh Ca thất vọng gào thét. Câu nói kia chọc đúng chỗ đau của Giang Hàn Mai. Biểu cảm trên mặt cô ả đột nhiên trở nên vặn vẹo, cổ họng phát ra tiếng rít, không được phép nói tao là con ở, mày câm miệng cho tao. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, bà đây trực tiếp cắt lưỡi của mày. Nói xong,
Cô ả duỗi tay về phía miệng Tô Thanh Ca. Đột nhiên, một giọng nói đầy bực bội vang lên, được rồi, đều ngậm miệng lại cho lão phu. Ô Đạo Nguyên ngồi ở nơi xa, trong con ngươi già nua tràn ngập vô tận mỏi mệt và lạnh lẽo. Trong vòng một đêm, ba đứa con trai của ông ta đều bị giết, bị tên Diệp Phong kia giết chết. Giờ phút này, Ô Đạo Nguyên hận không thể tước sống tên Diệp Phong kia. Ba người phụ nữ lại ở chỗ này kêu loạn, trong lòng Ô Đạo Nguyên cực kỳ tức giận. Lão phu tới đây không phải để nghe các cô cãi lộn. Lão phu đợi thêm nửa canh giờ, nếu tên Diệp Phong kia vẫn chưa xuất hiện, kết quả lừa gạt lão phu các cô hẳn biết rồi đấy. Thấy ánh mắt Ô Đạo Nguyên lạnh như băng, thân thể Giang Hàn Mai khẽ run lên. Cô ả không dám tiếp tục làm loạn. Cô ả hung hăng xẻo Tô Thanh Ca, mày tốt nhất nên cầu nguyện Diệp Phong sẽ đến cứu mày, nếu không tao chắc chắn sẽ làm mày nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Thật đáng tiếc, cô không có cơ hội này. Đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Một giây sau, ầm ầm, cửa chính ầm ầm nổ tung, mấy chục tên thủ vệ bay vào như một đám chó chết, chết không nhắm mắt. Một bóng người chậm rãi đi tới. Nhìn thấy mặt nạ màu đen, nón rộng vành màu đen, lưỡi hái quỷ dị. Tô Thanh Ca ngây người, Diệp tiên sinh. Con người Giang Hàn Mai không nhịn được mà hung hăng co rụt. Ánh mắt Tô Tuyết Hồng ngưng tụ, đến thật. Ô Đạo Nguyên đứng bật dậy, cái ghế sau lưng chớp mắt nổ tung, hóa thành mảnh vụn đầy trời. Diệp Phong, mày quả nhiên đến rồi. Diệp Bắc Minh liếc nhìn Tô Thanh Ca, tôi còn tưởng rằng cô phản bội tôi, xem ra là không có. Tô Thanh Ca rơi lệ đầy mặt, sao tôi có thể phản bội ngài được, dù tôi có chết đi. Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô như vậy khiến tôi rất khó xử. Được rồi, xét thấy cô rất có thành ý, tôi sẽ giúp cô giết hết những người đó. Đôi mắt Ô Đạo Nguyên hừng hực lửa giận điên cuồng, Diệp Phong, lấy mặt nạ của mày xuống đi, nói cho lão phu mày rốt cuộc là ai. Nhà họ Ô tao không thù không oán với mày, tại sao mày lại giết ba đứa con trai của tao? Diệp Bắc Minh nghiền ngấm cười, tôi muốn giết, nên giết thôi. Ô Đạo Nguyên nổi giận, trực tiếp hạ lệnh, bắt lại. Để lại một hơi là được, phải sống. Bù! Vừa dứt lời, ba mươi mấy thánh vương, hơn 100 thánh cảnh nhảy qua tường vây vào trong sân. Không có một giây do dự, trong nháy mắt lao tới từ bốn phương tám hướng. Diệp Bắc Minh bình tĩnh truyền âm, tháp càn khôn chấn ngục, sức mạnh tôi muốn đâu. Tháp càn khôn chấn ngục khẽ cười, đến rồi. Ong! Trong chốc lát, một lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Phía sau tuôn ra ma khí ngập trời, một con tổ long pháp tướng màu đen bay ra từ bên trong ma khí. Giống giống! Tiếng long ngâm vang lên. Cửu U thần ma chảm! Diệp Bắc Minh cầm thần ma liêm đao trong tay, càn quét bốn phía. Phụt, 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 phụt! Mấy tên thánh vương xông lên đầu tiên không tiếp nổi dù chỉ một chiêu. Trong nháy mắt tiếp xúc với thần ma liêm đao, bọn họ lập tức hóa thành một đám xương máu. Tô Tuyết Hồng hít sâu một hơi, hít hà, tổ long pháp tướng. Người này là Diệp Bắc Minh. Không thể nào. Giang Hàn Mai nuốt nước miếng, tam tiểu thư, ai? Ai là Diệp Bắc Minh? Khuôn mặt Tô Thanh Ca tràn ngập vui mừng, trong lòng âm thầm cổ vũ, Diệp tiên sinh, cố lên. Ô Đạo Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, con người hung hăng co rụt lại, tổ long pháp tướng, chờ một chút. Mày là Diệp Bắc Minh. Rất nhanh, Ô Đạo Nguyên phủ nhận suy đoán của mình, tên phế vật Diệp Bắc Minh kia không mạnh như mày, mày tên là Diệp Phong. Anh ta tên là Diệp Bắc Minh, mày là sư phụ của anh ta, hay là bố anh ta? Một giây sau, Ô Đạo Nguyên nhìn chòng chọc vào ma khí sau lưng Diệp Bắc Minh, đây là... Ma khí! Tao đã biết, mày quả nhiên là bố của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ông đoán sai rồi. Ồ! Ô Đạo Nguyên lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, vậy cậu là ai? Tôi là... Diệp Bắc Minh mỉm cười, chợt phun ra hai chữ, bố của ông. Ô Đạo Nguyên sửng sốt, khuôn mặt già nua lập tức xấu hổ và giận dữ đỏ bừng, cậu lại dám đùa giỡn tôi. Muốn chết? Ô Đạo Nguyên bước ra một bước thật mạnh, mặt đất dưới chân trong nháy mắt lõm xuống. Một cái hố đường kính 1 mét khủng bố xuất hiện. Ngay sau đó... Ô Đạo Nguyên xuất hiện ở trước người Diệp Bắc Minh, chân nguyên trong thân thể mạnh bộc phát ra, 5 ngón tay mở ra, chộp về phía đầu Diệp Bắc Minh.
thậm chí ở sau lưng Ô Đạo Nguyên còn hiện ra một pháp tướng rắn đen. Diệp Bắc Minh thở dài trong lòng, sao lại lắm người cứ thích lấy cơ thể của mình ra để đối phó với mình như vậy nhỉ? Không biết lực sát thương của thần ma liêm đao sao? Anh nâng tay lên chém một đao xuống. Một khí tức chết chóc lạnh như băng đánh úp lại. Sắc mặt Ô Đạo Nguyên biến hóa, không ổn, liêm đao quỷ dị này có vấn đề. Ông ta thu tay lại rất nhanh, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Năm ngón tay nắm chặt lại, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chém về phía thần ma liêm đao. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, trường kiếm hóa thành vô số mảnh nhỏ. Ô Đạo Nguyên bị mảnh nhỏ bay tới đâm trúng người, máu tươi đầm đìa, binh khí đó của cậu là cái gì? Lại có thể đánh tan thánh khí của tôi ư? Diệp Bắc Minh lười trả lời, chủ động phóng ra. Anh cầm thần ma liêm đao trong tay, chém mạnh xuống. Ô Đạo Nguyên muốn tránh né, nhưng đã bị thần ma liêm đao chặn đường, chỉ có thể kiên trì chịu đựng một kích này. Phụt! Giây phút tiếp xúc với thần ma liêm đao, Ô Đạo Nguyên như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bắc Minh tìm được cơ hội, đá một cú vào ngực Ô Đạo Nguyên. Ầm! Ô Đạo Nguyên bay ra, ngã trên mặt đất giống như chó chết. Ô tiền bối! Thân thể mềm mại của Tô Tuyết Hồng run rẩy một chút. Sắc mặt Giang Hàn Mai biến hóa, cảm thấy mọi chuyện đã phát triển theo hướng cô ả không khống chế được, làm sao bây giờ? Vậy mà lão tổ nhà họ Ô cũng không phải là đối thủ của anh ta. Nếu anh ta mà thắng, mình phải làm sao bây giờ? Giang Hàn Mai có chút luống cuống. Ô Đạo Nguyên đứng lên, thân thể nhìn không được run rẩy, sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cậu. Tất cả mọi người đều là cảnh giới thánh chủ, cậu dựa vào cái gì? Diệp Bắc Minh nở nụ cười, ai nói cho ông tôi là cảnh giới thánh chủ? Bịch bịch bịch, anh tiêu sái bước đến từng bước một. Ô Đạo Nguyên thay đổi sắc mặt, khó có thể chấp nhận được sự thật mình không địch lại Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, đừng đùa nữa. Hình sư còn đang ở trong chỗ tối, lấy chân nguyên của cậu tuy rằng cũng đủ để đối phó với hai người, nhưng không thể lãng phí. Tốc chiến tốc thắng đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, được rồi. Đúng lúc này, Ô Đạo Nguyên quay đầu lại, giống to về một hướng nào đó, anh Hình, nếu ông còn không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ xong đời ở đây thật đấy. Một bóng người bay nhanh đến, đứng ở bên cạnh Ô Đạo Nguyên. Sau đó nâng tay lên đưa cho ông ta mấy viên đan dược. Ô Đạo Nguyên nhìn thoáng qua, lại là đan dược chữa thương thánh phẩm. Thứ tốt, ông ta không chút do dự mà nuốt vào. Hình sư thản nhiên lên tiếng, ông nợ tôi một lần. Đi. Ô Đạo Nguyên gật đầu, sắc mặt lạnh như băng hạ lệnh, mọi người đồng loạt ra tay, cho dù là ai, chỉ cần giết người này, tôi sẽ thưởng cho 100 triệu. 100 triệu. Ánh mắt tất cả võ giả thánh vương, cảnh giới thánh ở đây đều nóng như lửa, lóe ra ánh sáng sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Đừng suy nghĩ gì hết, cứ trực tiếp xông lên đi. Cùng với những tiếng gầm lên giận dữ, hơn 100 người đồng thời ra tay. Những người này đều là cao thủ thánh vương, cảnh giới thánh, sát ý ngưng tụ khiến nhiệt độ cả khu vực đều giảm xuống 10 độ. Diệp Bắc Minh cảm nhận sát ý cường đại kia thì hít sâu một hơi, phù. Anh hơi nhắm mắt lại, tôi được sinh ra giữa đạo tàn sát, loại sát khí này đối với tôi mà nói, quả thực là rất thư thái. Ngay sau đó, hơn 100 người đã xuất hiện ở 4 phương 8 hướng xung quanh Diệp Bắc Minh. Các loại binh khí, vũ khí, ám khí, độc dược bay tới. Tô Thanh Ca sợ tới mức thay đổi sắc mặt, anh Diệp, cẩn thận đấy. Tô Tuyết Hồng khẩn trương nhìn chằm chằm. Sắc mặt Giang Hàn Mai điên cuồng cười ra tiếng, ha ha ha, chết chắc rồi, anh ta chết chắc rồi. Chỉ là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Bắc Minh đột nhiên mở mắt ra. Trong cơ thể anh bộc phát ra một loại sát khí như núi lửa phun trào. Hơn nữa sau khi được Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thêm vào, sát khí này còn tăng vọt lên gấp 100 lần. Trong phút chốc, tất cả cây cối trong toàn bộ trang viên, lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, trong nháy mắt đã héo rũ. Tất cả hoa cỏ cũng khô héo trong khoảnh khắc. Trang viên vốn dĩ tràn ngập ý xuân, giờ phút này giống như tiến vào mùa đông rét lạnh vậy. Chuyện này, sao có thể? Hơn 100 người tu võ hoảng sợ phát hiện. Chính mình giống bị thi triển pháp thuật định thân vậy, không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Bọn họ bị sát ý kinh khủng kia ngăn lại. Ha 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 ha. Đột nhiên,
Diệp Bắc Minh cười to thành tiếng, ngộ, tôi ngộ rồi. Tôi đã ngộ ra đạo tàn sát thuộc về chính mình rồi. Trong đôi mắt của Diệp Bắc Minh bộc phát ra ánh sáng kích động. Anh quét ngang thần ma liêm đao trong tay ra, khẽ quát một tiếng, sát thần, một đao chạm. Trên trăm người tu võ đều cảm nhận được sát ý khủng bố ẩn chứa trong một đao này của Diệp Bắc Minh, đáng tiếc bọn họ đã không thể nhúc nhích được chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đao khí đánh úp lại, vào giây phút thân thể va chạm vào đao khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.